Alo, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí. Ok, mình đang chỉnh lại webcam để cho nhìn nó rõ hơn. Các bạn có thể nhìn thấy mình rõ hơn. Ok, mình chỉnh thế này các bạn đã thấy rõ chưa nhỉ? Đấy, chưa nhỉ? Mình đang chỉnh lại webcam nhé. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ, trước khi vào bài học, chúng ta còn ít phút nữa cơ, thì mà mình bắt đầu vào cơ. Thì các bạn ấn vào, có tên mình là gì? Học tiếng Trung.tv. Các bạn có tên mình là học tiếng Trung.tv nha. Đây, học tiếng Trung.tv. Ok rồi, các bạn vào xong đã, rồi chúng ta sẽ đồng loạt vào ấn vào đây. Học tiếng Trung miễn phí nha. Em ở đây. Thì chúng ta sẽ chuyển sang vào fanpage là học tiếng Trung miễn phí. Yeah. Học tiếng Trung miễn phí. Các bạn chờ trong giây lát. Video mình đang phát sóng thì nó sẽ loát ở bên dưới. Đây là giáo trình Hán ngữ. À, không phải giáo trình Hán ngữ mà là giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản. Đây là giáo trình mình chọn riêng đấy. Là cho các bạn học sinh muốn nâng cao trình độ tiếng Trung chuyên về thương mại. Rồi ok. Bạn nào mới tới thì các bạn ấn nút điểm danh nhá. Ấn nút like và nút share. Đó, điểm danh, ấn like và share. Like và share để điểm danh là các bạn đã tới lớp. Ok. Thì chúng ta sẽ, bạn nào mới bắt đầu ấy hoặc là mới tham gia lớp học thì các bạn ấn vào nút này đăng ký nhé, để trở thành học viên trực tuyến của Trung tâm Tiếng Trung Channel Master. Các bạn ấn vào nút đăng ký thì các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một bài giảng nào. Mỗi khi mình đăng lên kênh YouTube của mình một video bài giảng mới, tức là mình video rất là nhiều các video live stream mà mình đều đăng ở trên này hết. Thì bạn nào không đăng ký thì sẽ không nhận được bất kỳ cái thông báo nào cả, và các bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều các video mới nhất hàng ngày tại Trung tâm Tiếng Trung Channel Master. Đây là hình ảnh các bạn đang vào lớp. Đây là chưa vào học đâu, mới chỉ là đang vào lớp thôi. Còn khoảng ít phút nữa mình mới vào lớp thì các bạn đang ngồi chuẩn bị sửa soạn sách vở đồ nghề. Rồi đây là những cái bài giảng mình livestream trên lớp này. Trung tâm cũng đang tuyển giáo viên tiếng Trung, giáo viên dạy tiếng Trung tại Trung tâm Tiếng Trung Channel Master. Là bạn nào có nhà ý thì có thể là gọi điện thoại alo mình để có thể là triển khai hợp tác dạy tiếng Trung cùng mình luôn, hợp tác song phương cùng phát triển. Đó. Các cái video bài giảng ở trên lớp mình đều đăng ở trên này hết nhá, để đăng ở trên này hết, các bạn có thể vào đây các bạn xem rất là nhiều, vô số nhá, vô số. Số lượng video hiện tại của Trung tâm Tiếng Trung Channel Master ở trên kênh YouTube học tiếng Trung online miễn phí này thì bây giờ là đến tầm này mình cũng xác suất là cũng tương tầm khoảng là 1.000 rồi, 1.000 này hoặc là hơn 1.000 rồi, mình cũng không để ý lắm. Vì mỗi ngày mình đăng khoảng 3 video mà mình đăng liên tục trong vòng hơn 3 năm nay rồi, chắc cũng phải tầm hơn 1.000 rồi. Đó. Rồi ok, bạn nào mới bắt đầu học ấy thì các bạn ấn vào xem video danh sách phát này nhá, và danh sách phát này các bạn ưu tiên xem hai danh sách phát này trước nhá. 1 2 các bạn xem ở đây trước, 1 2. Đây là giáo trình Hán ngữ 1 phiên bản mới là 15 bài, đây là giáo trình Hán ngữ 2 phiên bản mới cũng là 15 bài. Tổng số bài là 30 bài, Hán ngữ 1 và Hán ngữ 2. Và ở trên lớp chúng ta còn đi cả giáo trình Hán ngữ Bổ Nhạc Sơ Cấp 1 nữa, nên các bạn xem cả danh sách này nhá, xem cả danh sách phát này nữa. Giáo trình Hán ngữ Bổ Nhạc Sơ Cấp 1 gồm 35 bài giảng tất cả. Ok, còn đây là cái giáo trình là mình soạn riêng ở theo chuyên đề là gì? Gõ tiếng Trung. Đây, gõ tiếng Trung. Các bạn ở đây là xong. Là sẽ biết được tất cả các cái bài giảng ở trên lớp mình hướng dẫn các bạn cách gõ tiếng Trung như thế nào, cả trên điện thoại xong rồi cả trên máy tính, trên iPad, trên iPhone, trên các thiết bị di động và trên các dòng điện thoại Samsung, Sony, Xiaomi, Huawei vân vân. Rồi ok. Giờ chúng ta bắt đầu triển khai nhỉ. Bạn nào chưa biết địa chỉ Trung tâm Tiếng Trung Channel Master đâu thì các bạn xem đây là ok, vậy ngay. Địa chỉ của Trung tâm Tiếng Trung Channel Master là số 1 ngõ 48 Tô Bí Diện, ngã tư Sở, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ở đây mình còn chưa ghi phường ấy, ở chỗ này mình hết chỗ rồi nên mình chỉ ghi là quận thôi. Số 1 ngõ 48 Tô Bí Diện, ngã tư Sở, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phường Khương Trung. Rồi. Website của Trung tâm Tiếng Trung Channel Master hiện tại thì trang web chính thì không, các bạn có thể vào trang web này tiếng trung.com, nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang sử dụng chính là trang web là học tiếng trung.tv. Đây chính là trang web chính của Trung tâm Tiếng Trung Channel Master, học tiếng trung.tv. Đấy. Rồi ok, tiếng trung.com các bạn có thể vào cả hai trang là tiếng trung.com và học tiếng trung.tv. Đó, để xem đầy đủ nhất phiên bản, đầy đủ nhất các cái tài liệu mình đăng ở trên website là học tiếng trung.tv và tiếng trung.com. Và số hotline của mình là 0904684983. Rồi ok. Mình vừa phải kiểm tra lại xem đã có video có tiếng chưa. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu triển khai nhỉ. Nói chung bài giảng của chúng ta đều nằm trong bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và giáo trình Hán ngữ Bổ Nhạc Sơ Cấp 1. Rồi ok.
Các bạn là chưa có giáo trình Hàn ngữ phổ giáo sơ cấp 1 hoặc là vào bộ giáo trình Hàn ngữ sáu quyển phiên bản mới thì các bạn vào như sau. Các bạn vào trong web là học tiếng Trung trần TV nhá. Các bạn vào trong web là học tiếng Trung trần TV. Rồi các bạn kéo xuống dưới. Bạn đã chưa ấn đánh ra ấn ấn nha. Ok, các bạn kéo xuống dưới này. Ok, các bạn ấn vào đây. Download giáo trình Hàn ngữ phiên bản mới, ấn vào đây. Và ấn vào đây, download giáo trình Hàn ngữ phổ giáo phiên bản mới, ấn vào đây. Được chưa? Rồi, thì các bạn sẽ, sau đó các bạn tải viết về rồi. Cả hai bộ giáo trình đó, giáo trình Hàn ngữ 6 quyển phiên bản mới và giáo trình Hàn ngữ phổ giáo sơ cấp 1. Ok, đây là video mình đang live stream. Bạn nào mới tới thì các bạn hãy để ấn điểm danh nhá. Chúng ta còn ít phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu vào học. Và bạn nào có câu hỏi gì các bạn có thể là tranh thủ các bạn đang có mẹ ở ngay bên dưới video này nhá. Ok, chào em Thảo. Em Thảo Trần chưa ấn like share nhỉ? Em bấm like share để điểm danh đi nhá. Ok, mình ấn và nút Facebook dạo này lắc quá mà và nó hay bị cứ giật lung tung lên. Đấy, nó là bị mất hình rồi. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái này. Chúng ta còn ít phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu học nên các bạn hãy chuẩn bị trước nha. Chuẩn bị thật kỹ và có vấn đề gì còn nói các bạn hãy hỏi luôn. Nha, hỏi luôn. Đó. Ok. Website học tiếng Trung trần TV đây, đây. Học tiếng Trung trần TV, các bạn ở đây xong. Đây là hình ảnh các bạn ở trên lớp. Chuẩn bị trước bài trước khi vào học, chuẩn bị bài trước khi vào học. Đây. Đó, các bạn thấy không? Chuẩn bị bài trước khi vào học, còn mình cũng đang chuẩn bị cái set up video. Ok. Các bạn xem vào tầm này, tầm giữa thì lớp nó sẽ có nhiều cái hay hơn. Đây, ngoài ra website của trung tâm tiếng Trung Chinese Master còn là gì? luyenthihsk.com. luyenthihsk.com. Đó. Học tiếng Trung trần TV, luyenthihsk.com. Rồi, đây là các bạn học viên ở trên lớp, đều có máy tính cả. Các bạn ở ngồi bàn trên thì do là đến đăng ký muộn nên là không có máy tính nên buộc phải đem laptop đến. Còn bạn nào đến đăng ký sớm thì có bốn máy tính ở phía cuối lớp thì các bạn đều đã sử dụng hết rồi. Đăng ký sớm. Nên chúng ta chỉ ưu tiên những bạn nào đăng ký sớm thì sẽ được dùng sử dụng máy tính trước tiên. Còn bạn nào đến đăng ký muộn thì không có cái lợi đó. Thì buộc phải dùng điện thoại di động hoặc là gì nhỉ? Hoặc là máy tính là laptop bằng theo. Đó. Rồi có chỗ nào chưa hiểu các bạn hãy đăng comment ở ngay bên dưới nha. Video này mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Đâu nhỉ? Đây. Số hotline của mình là 090-468-4983, 090-468-4983. Và chúng ta còn ít phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào học. Hôm nay chắc là đường là tắc nên các bạn ấy đến hơi muộn một chút xíu. Ok. Ok, cảm ơn em Thảo Trần. Em Trần Thảo hay là Thảo Trần? Trần chắc là Trần Thảo. Em Trần Thảo ấn nút đăng ấn điểm danh nhá. Em Thảo chưa ấn điểm danh. Điểm danh là bằng cách nào? Ấn like và ấn share. Đó, ấn like và ấn share. Được chưa? Em Thảo Trần, em Thảo ấn nút like nhá. Nút này và nút này nhá. Đây là nút chia sẻ này. Ấn vào đây. Chúng ta có ít phút nữa nhá là chúng ta sẽ bắt đầu học. Tầm 6 giờ là bắt đầu nhá. Em Thảo ấn like share nhá. Like share. Ok, em Honey Trần đã ấn nút like share rồi, đã điểm danh rồi. Chúng ta các bạn mới tới tham gia lớp học thì các bạn đến bằng cách là điểm danh bằng cách là gì? Ấn like share. Ok, mình sẽ ngồi ở đây, mình trực ở đây khoảng ít phút nữa, khoảng 2 phút, 3 phút nữa. Hôm nay chúng ta sẽ sang quyển Hán ngữ 2 rồi đấy. Hán ngữ 2 bài số 17, bài 18 rồi. Hôm trước là học xong bài 17, một số ít từ vựng bài 17 và chúng ta sẽ sang bài 18 và bài 19. Mỗi ngày chúng ta sẽ đi khoảng 2 bài. Mỗi ngày chúng ta đi khoảng 2 bài nhá. Rồi, ok. Đây là bạn đã chưa có bộ giáo trình Hàn ngữ phổ giáo từ sơ cấp cho đến cao cấp thì các bạn vào để tải nhá. Mình vừa hướng dẫn các bạn cách vào như thế nào rồi đấy, để tải về. Các bạn tải hết về nhá. Tải về các cái DCD. Và đây là đây, các bạn tải đấy, tải số 1 lần duy nhất là các bạn ấn vào đây là xong. Ấn vào đây tải về nhá. Rồi, đây là cái bộ giáo trình Hàn ngữ Poya hay là Poya cũng được. Đây là giáo trình Hàn ngữ 6 quyển phiên bản mới. Các bạn cũng tải về như vậy nhá. Tải xuống. Đây các cái file PDF ở đây là file 1.3, các bạn tải về hết về. Rồi, ok.
Có một bạn đang hỏi mình ở trên trên Zalo, mình đã phải giải đáp cho bạn này. Các bạn có vấn đề gì còn nói các bạn hãy đăng comment nhé. À, mình đang giải đáp thắc mắc cho các bạn, cho các bạn học viên ở trên trên trong nhóm Zalo. Có rất nhiều bạn còn không biết cách cài bộ quản trị chung ở trên máy tính. À, cái này chúng ta phải phải tự tự cài được bộ quản trị chung ở trên máy tính. Rồi bạn nào chưa biết cách cài bộ quản trị chung trên máy tính thì các bạn vào như sau nha. Các bạn vào trong web là họp trung tâm.tv, trong web của trung tâm, họp trung tâm.tv. Rồi các bạn vào đây, đó là bộ quản trị chung là xong. Rồi các bạn tải về. Ok rồi các bạn, kéo xuống dưới này, các bạn ở đây. Đấy, em vẫn tải tải xuống nhá, ấn lên để tải xuống. Hôm nay chúng ta lớp hôm nay chắc là đang đi học muộn rồi, hôm nay thứ sáu. À, một số bạn chưa tới. Bạn đi em. Hôm nay sớm nhất rồi. Em ngồi đi. Em đi xe. À, bố em đợi bố chở. Bạn chở anh tưởng bố em đến đến đón, anh đến chở em đi. Đang tuyển giám viên tiếng Trung, đang tuyển. Em thích giám viên tiếng Trung dạy như thế nào? Dạy thế nào? Đây còn biết
điều kiện để tuyển giáo viên? Tức là chỉ cần phát âm chuẩn này, giao tiếp với học sinh này, bản tiếng Trung này, xong còn tương tác tốt này, có gì nữa không? Nhiệt tình à? Nhiệt tình phải đương nhiên rồi. Nên là anh tuyển giáo viên thì cứ giáo viên nào mà sắp tới, khóa tới lại sẽ tuyển thêm một giáo viên nữa, giáo viên cho giảng để dạy cùng. Vì anh dạy nhiều lớp quá. Anh sợ không khám hết được, dạy hết quá tải này chắc anh quá tải rồi. Nếu mà có sau này, nếu mà giáo viên tiếng Trung mà họ dạy trên lớp em cảm thấy chỗ nào họ dạy chưa ổn ấy thì em cứ bảo anh cứ ý kiến với anh thì anh sẽ nhắc nhở. Vì lớp là lớp của em thì em cứ nêu ý kiến với anh hoặc thì góp ý. Em cứ nhắn anh có số của anh rồi đó. Em cứ nhắn anh, em có vấn đề gì. Em vào điểm danh đi, lai xe, điểm danh, thủ tục hành chính, hành hành chính. Hôm nay ngoài kia đã tắt đường đấy. Đúng không? Tắt đường hả? Tắc có nhiều không? Tắc nhiều vậy là em vừa mới tìm được cái đường có đi công chung gần đây. Thế á? Rồi ngõ tắc từ công chung ra từ bệnh viện luôn. À. Nhưng mà thì do đấy hôm nay tự dưng lại tắc. Lại tắc à? Rồi. Tắc có hơn cả chỗ bên trái rồi. Thế thì em, bình thường nếu mà em tắc chỗ ngoài ngã tư Sở em có thể đi đường vòng thành dọc của sông Tô Lịch đấy. Em đi bom em vào trong ngõ này. Chờ ít phút nữa đã, chờ ít phút nữa. Chà thu ra là không biết làm gì. Em tập chưa? Chắc chưa? Em đi tập về rồi, nó mới nóng thế này. Tập về rồi? Tập về rồi, tắm rồi, nhưng mà... Tập xong phải mát chứ này, tập xong nóng. Tắm rồi á? Tắm rồi. Thế thơm à?
lên cho nó mát lắm, cho dịu hết. Anh đứng ở trước điều hòa này. Mát được. Em lắp bật máy lên. Em lắp gọi Victor đâu rồi? Victor đó. Em đã phát rồi đấy. Em phát đến giờ rồi. Em chờ mọi người lâu quá, sốt ruột, phát luôn. Phát luôn. Phát luôn. 6 giờ 6 phút, chúng ta cứ 6 giờ 15 rồi. Chờ thì đã, cho nó ổn định. Mọi thứ đấy. Vào đi em. À cho còn thiếu ai nhỉ? Em Lan vào được chưa? Còn được chưa? Lan còn thiếu Victor này. Victor chắc không đi được. Victor không đi được. Đi rồi. Thiếu ai nhỉ? À em Trúc này không? Em Trúc bảo hôm nay bận đi học tiếng Anh rồi. Còn em là thiếu hết rồi. Hết rồi. Trực đêm à? Hôm nay trực đêm à? Thế thôi vậy, mệt thì nghỉ. Rồi ok. Anh Thanh học được chưa? Thanh được rồi. Em trang tròn vào đi. Hôm nay em trang tròn thanh máy tính mới không? Ừ, vẫn thế máy tính cũ. Rồi, em trang tròn nhìn trông cũng tròn phết nhỉ. Tròn tròn nhỉ. Tròn tròn nhỉ. Em trang tròn mà đeo khỏi kính tròn nữa thôi, chắc tròn tròn chữa. Tròn tròn này. Có vuông đâu. Em mới đọc kính vuông à, đọc kính vuông. Hình tròn chứ là hình vuông này anh. Hình vuông. Đây chúng ta học nhỉ. Bắt đầu nhá, cho nó sấm sủa. Được chưa? Chúng ta lại ôn lại bài cũ này. Tại mình trước mình học đến bài 17 nhưng mà mình đang dở cái phần từ vựng và phần ngữ pháp. Ngữ pháp mình trước là học và hiện tại tiếp diễn. Đâu nhỉ? Ăn ngữ 2 này. Mình đang trước làm bài 17. Rồi ok, bài 17. Đúng rồi. Bình luận á.
Em vào được chưa? Em vào đúng video không nào? Chờ anh tí. Training, khóa training máy tính, training cơ bản. Hôm nay sẽ training cái gì nhá? Tức là chúng ta đó là từ vựng bài cũ này. Từ vựng thì nghe não phải học rồi, nghe não phải luyện tập và luyện nghe, luyện nói, luyện gõ. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi từ vựng từ số 1 là từ gì? Từ ta, chúng ta ô lại từ vựng đã. Ta là có nghĩa gì nhỉ? Tại đúng không? Nhưng mà chúng ta còn có nghĩa là từ tại là còn có nghĩa thứ hai là đang nữa. Tại. Tại là đang. À tại. Đó, chúng ta gõ từ này vào. Tại đang. Chúng ta gõ từ này vào. Tại. Đang. Chúng ta không chỉ là tại nữa mà là đang. Tại. Cộng với lại gì? V cộng với O. Cộng động từ cộng với tân ngữ. Cộng hoặc ở cuối câu chúng ta có thể thêm trợ từ N nữa cho nó hay. N N. Có nghĩa gì? Đang làm cái gì đây? Đang làm cái gì? Nè. Ý là như vậy. Trải. Nó có thể ghi có chút này vào. Trải. Anh có chưa? Đây. Rồi, tốt. À, mạnh là Vinh đúng không? Tròn tròn rồi. Anh có được chưa? Anh có rồi à? Anh có lại từ trang. Anh có lại đi cho nó chắc ăn. À, anh có đúng cái này là ok rồi. Được chưa? Trời. Rồi anh có đúng rồi đấy. Ok đúng rồi. Trời mưa mưa này sẽ ốm lắm. Rồi chúng ta chờ em trăng thu. Em trăng thu vào đi.
Mọi người đang chờ em đấy. Em trang thu làm suốt ruột rồi, suốt ruột rồi. Chúng ta có tiền trại. Ví dụ này, anh thay thử nó là bạn đang làm gì đấy. Anh nói là bạn đang làm gì đấy. Nhìn trai rồi. Làm gì? Chùa. Sầm mơ. Nơ. Giờ, ok đúng rồi đấy, anh còn nói luôn. Nhìn trai chùa sầm mơ. Bạn đang làm gì đấy? Chúng ta có câu này vào. Bạn đang làm gì thế? Nhìn trai chùa sầm mơ. Nơ. Bạn đang làm gì đấy? Chúng ta có vào. Nhìn trai chùa sầm mơ. Bạn đang làm gì đấy? Nhìn trai chùa sầm mơ. Chúng ta có vào. Nhìn trai chùa sầm mơ. Em hãy gọi đi. Khăn tròn tốt. Đúng rồi, tốt, chính xác. Mình sẽ chua xong nữa, được chưa? Ok, đúng rồi, tiếp này. Chúng ta đi tiếp sang từ bên dưới thì nhỉ? Từ số sang trang. Đó là từ chu lại chúng ta có vào. Chu lại là gì? Ra ngoài. Ở trang số 17. 17 hắn thứ 2. Trang 17 hắn thứ 2. Chúng ta có vào. Chu lại là ra ngoài. Đúng rồi, chu lại. Chu lại ra ngoài. Ra ngoài, chu lại ra ngoài. Đúng rồi, chu lại là ra. Ra ngoài. Chu lại không có vào. Ra ngoài. Ôi chu lại, tôi muốn nhìn chu lại bác. Bạn ra ngoài đi. Chu lại là đồng từ ra ngoài. Em chăn tròn có vào. Chu lại. Ra ngoài, tôi bật Lâm có rồi. Lâm, em loan rồi. Trang thu em. Chưa đoàn được à? Giờ anh gọi đi anh. Giờ anh gọi đi. Chu lái. Tiếp theo này. Chúng ta sang từ bên dưới là từ lái lên qua. Trưởng giải chúng ta gọi là cũng là đang. Trưởng giải cũng là đang. Lái tới đến chúng ta gọi là trưởng giải là đang. Đang là nhấn mạnh. Nhấn mạnh cái việc nó đang là gì đó. Đang. Chúng ta gọi là trưởng giải. Đang. Mạnh gọi đi em. Trưởng giải. Đang. Cấu trúc câu là gì? Cũng là như trên, cộng V cộng O và cộng với N. Cái cấu trúc này là gì? Nhấn mạnh cái hành động tiếp diễn, nhấn mạnh sự việc nó đang xảy ra. Đúng rồi. Ví dụ này, tôi đang làm việc đây. Của gì? Cùng chua nè, của trường trại cùng chua nè, thế thôi. Tôi đang làm việc đây. Của trường trại cùng chua nè, chúng ta có vào. Của trường trại cùng chua nè. Chúng ta thêm cái từ trường vào. Thực chất là để nhấn mạnh cái việc nó đang tiếp diễn ra thì thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có mỗi cái đấy thôi. Vừa chân dài cung chuôn à, tôi đang làm việc đây. Nó có bảo vừa chân dài cung chuôn à, vừa chân dài cung chuôn à, là tôi đang làm việc đây. Hãy gọi đi em. Vừa chân dài cung chuôn à, tốt, anh loạn cũng rồi. Vừa chân dài cung chuôn à, rồi tốt, chính xác. Hạnh rồi, tốt. Rồi, thế nào. Giờ dưới chúng ta có từ gì nhỉ? Là từ in duyệt chúng ta có vào là gì? Âm nhạc. Từ bên dưới, anh gọi đi. In duyệt. Chúng ta đã ôn tập lại từ vựng của bài hôm trước 77. Chúng ta gọi in duyệt là âm nhạc. Đúng rồi, in duyệt là âm nhạc. In duyệt. Chúng ta có vào là âm nhạc. In duyệt. Được chưa? Âm nhạc. Được chưa? In duyệt là âm nhạc. Ví dụ này, giờ Lâm tự nói là tôi đang nghe nhạc thì bạn nói nào? Tôi đang nghe nhạc đây. Ủa trang dài gì? Ủa trang dài thiêng in duyên à? Thế đó, tôi đang nghe nhạc đây. Tôi đang nghe nhạc mà. Ủa trang dài thiêng in duyên à? Tôi đang nghe nhạc đây. Đúng rồi. Ủa trang dài thiêng in duyên à? Tôi đang nghe nhạc mà. In duyên âm nhạc. In duyên đúng không? In duyên. Ủa trang dài thiêng in duyên à? Là tôi đang nghe nhạc mà. Đúng rồi, của trường giải thiên in duyên à? Tôi đang nghe nhạc đây. Chúng ta có vào của trường giải thiên in duyên à? Rồi, Trang Thu gọi đúng rồi. Của trường giải thiên in duyên à? Trường giải là gì? Là đang nhấn mạnh cái sự việc nó đang xảy ra thôi. Trường giải. Anh nghe nhầm rồi, in duyên. Anh nói từ in duyên đi. Thiên in duyên, anh có vào. Thiên in duyên là nghe nhạc. Anh chọn đúng là ok. Thiên in duyên là nghe nhạc. Thiêng in duyệt. Được chưa anh? Thiêng in duyệt là âm nhạc, nghe nhạc.
正在听音乐来đang nghe nhạc. 正在听音乐. Được chưa? Anh gọi lại chưa? Lâm gọi đúng rồi đấy. Rồi anh gọi đúng rồi. Rồi, ok. Rồi. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sang từ tiếp theo. Đúng rồi. Là đúng rồi. Tiếp theo ở dưới là từ gì nhỉ? Từ trừng. Nó cũng như là từ trừng dài thôi. Trừng và trừng dài là như nhau cả, là nhấn mạnh. Trừng là đang hoặc là nó. Trừng là đang, vừa là đang, vừa là nhấn mạnh cái đang đó. Nhấn mạnh thêm thôi. Trừng dài hay là trừng là nhấn mạnh việc nó đang xảy ra. Thế thôi. Còn bình thường dùng từ dài là ok rồi. Trừng. Nó cũng giống như từ dùng từ dài thôi, chẳng có gì khác nhau cả. Nếu mà muốn nhấn mạnh thì dùng từ trừng hoặc là trừng dài. Còn bình thường cứ dùng từ dài là xong. Đúng không ạ? Trừng. Trừng là gì? Đang. Trừng ở đang. Và trừng ở đang. Cấu trúc câu là gì? Cộng với V, cộng với O, tân ngữ cộng với N. Trừng từ N. Ví dụ này. Ok, giờ em hạnh thử nó là tôi đang xem TV đây. Thì em nói là tôi đang xem TV này. Ủa chừng gì? Khăn tên sư nào? Ủa chừng khăn tên sư nào? Tôi đang xem TV đây. Tôi đang xem TV này. Ủa chừng khăn tên sư nào? Chúng ta có bảo Ủa chừng khăn tên sư nào? Tôi đang xem TV mà. Khăn xem học rồi. Bài số 16. Trước học xong. Ủa chừng khăn tên sư nào? Tôi đang xem TV này. Ủa chừng khăn tên sư nào? Chúng ta có bảo Ủa chừng khăn tên sư nào? Là tôi đang xem TV này. Chúng ta có bảo Ok, anh Loan cũng rồi. Mạnh cũng rồi, tốt. Anh Loan hôm nay không đi à? Em ngoan rồi. Anh ngoan, em to mồm nhất. không à. Rồi tốt. Anh Thanh rồi, đúng rồi, chính xác. Tiếp này. Chúng ta có tiếp theo ở giữa từ mấy hiểu là không có. Học rồi đúng không? Nó phủ định ở quá ở. Ví dụ người ta hỏi là mình đang làm gì phải không? Ví dụ này. Giờ ví dụ người ta hỏi mình là bạn đang nghe nhạc à? Thì người ta sẽ hỏi là gì? Nǐ zài tīng yīn yuè ma? Thế đó. Bạn đang nghe nhạc à? Nǐ zài tīng yīn yuè ma? Đó. Thì mình trả lời là gì? Mấy hiểu? Đâu có. Đâu có. Là phủ định. Cái việc là người ta hỏi là mình đang làm cái gì đó phải không? Đâu có. Tôi đang học bài. Wǒ zài xuế xǐ nè. Tôi đang học bài này. Tôi đang học bài mà. Wǒ zài xuế xǐ nè. Tôi đang học bài mà. Đâu có. Mấy hiểu? Làm gì có. Tôi đang học bài mà. Wǒ zài xuế xǐ nè. Đó. Chúng ta có quan điểm à? Nǐ zài tīng yīn yuè ma? Nǐ zài tīng yīn yuè ma? Bạn đang nghe nhạc à? Đâu có, mấy hiểu. Tiếng là nghe mà. Tiếng là nghe học rồi. Mấy hiểu, đâu có. Tôi đang học bài mà. Wǒ zài xuế xǐ nè. Tôi đang học bài mà. Chúng ta có quan điểm mà. Nǐ zài tīng yīn yuè ma? Mấy hiểu, wǒ zài xuế xǐ nè. Được chưa, chúng ta có bài. Wǒ zài xuế xǐ nè. Dạ, mình lâm cũng rồi, anh chọn cũng rồi, tốt. Anh Thanh gọi đi. Dạ, động rồi, anh thiện gọi thiết từ thiêng. Anh gọi thiết từ thiêng. Anh gọi thiết từ thiêng vào sao, nghe. Đấy chưa, chọn chọn. Rồi, tốt, chính xác. Mạnh em. Hạnh đang phát với ai đây? Thiêng, nghe. Thiêng, yên. Không phải thinh, mà là thiêng. Thiêng. Hạnh gọi đi em. Em đang xem gì đây? Không, có thế à? Yên, y mà chữ ngờ câm, yên. Yên. Đúng không? Yên. Thế nên chúng ta có từ giữa từ trần rồi. Lù in là ghi âm, là bảng ghi âm hay là ghi âm? Chúng ta có bảng lù in. Lù in. Tức là có hai câu, người ta có hai câu ghi âm vào để làm bằng chứng đấy. Nó là đoạn ghi âm hay là ghi âm? Đúng không? Lù in. Lù in là ghi âm. Chúng ta có lưu in là ghi âm. Đó, lưu in là ghi âm. Ok, đó, mày tắt rồi. Chúng ta sang tiếp từ bên dưới. Từ gì nhỉ? Từ xu tiền. À, sự là việc, sự việc. Chúng ta có bảng danh từ. Việc, sự việc. Sự. Việc, sự việc. Chúng ta có bảng sự. Việc, sự việc. Chúng ta có bảng sự. Anh chàng thu gói đi. Sự, việc, sự việc.
Sì, việc sự việc. Ừ, đúng rồi. Ví dụ này, giờ em loan thử nó là bạn có việc gì không? Em nói nào. Nhí hiểu. Sấm mơ. Sư mơ. Bạn có việc gì không? Nhí hiểu. Bạn. Nhí hiểu. Có. Sấm mơ. Cái gì? Sư là việc gì việc. Mà. À không phải không. Nhí hiểu sấm mơ sư mơ. Bạn có việc gì không? Chúng ta có quan điểm vào nha. Nhí hiểu. Sấm mơ sư mơ. Bạn có việc gì không? Chúng ta có vào. Nhí hiểu sấm mơ sư mơ. Bạn có việc gì không? Dạ. Nhi hiểu sấm mơ sư mơ. Bạn có việc gì không? Ừ, tốt, đúng rồi. Nhi hiểu sấm mơ sư mơ. Anh có thêm từ ma vào xong. Rồi, tiếp này. Lâm rồi, Lâm vào đi. Lâm vào đi. Hành em. Nhi hiểu sấm mơ sư mơ. Rồi tốt. Ừ. Hành gọi đi em. Bạn có việc gì không? Rồi, chúng ta có tiếp này. Tôi tìm bạn có việc. Thì em Hạnh nói là tôi tìm bạn có việc là gì? Tôi tìm bạn có việc. Tôi cháu nì. Yểu, yểu sư, thế đó. Tôi cháu nì yểu sư, tôi tìm bạn có việc. Đúng không? Tôi cháu nì, tôi tìm bạn có việc là yểu sư. Tôi cháu nì yểu sư, đúng không? Tôi tìm bạn có việc. Tôi cháu nì yểu sư. Tôi tìm bạn có việc. Tôi cháu nì yểu sư. Yểu sư. Là tôi tìm bạn có việc. Tôi cháu nì yểu sư. Là tốt, đúng rồi. Các giờ dưới từ số chính là từ xu tiền cho nó các bạn. Xu tiền là gì? Hiệu sách. Là xu tiền hiệu sách. Xu tiền là hiệu sách, đúng không? Xu tiền hiệu sách. Được chưa? Xu tiền là hiệu sách. Xu tiền, giờ tốt. Tốt, thì giờ chọn chọn rồi. Lâm giờ à tốt, đúng không? Chính xác. Hành em. Xu tiền. Giờ tốt, đúng không? Tốc độ mà. Rồi ok. Số tiền. Rồi ok giờ. Mạnh em. Giờ Mạnh thì nói là tôi đến hiệu sách mua sách. Anh nói nào. Tôi đến hiệu sách mua sách. Số tiền. Mua. Mài sách. Su. Ok. Ủa chi số tiền mài su. Ủa chi số tiền mài su. Tôi đến hiệu sách mua sách. Ủa chi xu tiền mải xu. Đúng rồi, tôi đến hiệu sách mua sách. Câu này rất đơn giản. Của chi xu tiền mải xu. Tôi đến hiệu sách mua sách. Được chưa? Của chi xu tiền mải xu. Được chưa? Tôi đến hiệu sách mua sách. Chúng ta có vào. Được chưa? Bạn Lâm rồi. Anh Quỳnh, anh Thanh rồi tốt. Anh Ngoan rồi. Anh lo con chưa? Rồi tốt. Anh em. Được chưa? Anh gọi đi. Ủa chi su tiền mải su. Tôi đi hiệu sách mua sách. Rồi tiếp theo chúng ta có sang từ bên dưới. Từ gì? Từ xiảng. Chúng ta còn nhớ không? Trước chúng ta học rồi. Từ xiảng. Xiảng là muốn cần muốn nhớ nghĩ. Chúng ta vào xiảng. Nó có nghĩa là muốn nhớ nghĩ. Xiảng. Muốn nhớ nghĩ. Chúng ta có từ xiảng vào. Xiảng là muốn nhớ nghĩ. À được chưa? Mức độ muốn nó sẽ thấp hơn so với từ giảm. Mức độ giảm, mức độ muốn của từ giảm nó mạnh hơn, cao hơn so với từ xiảng. Ví dụ này. Đúng rồi, mức độ muốn nó cao hơn, mạnh hơn so với từ giảm, xiảng. Hay từ giảm. Chúng ta trong một số trường hợp chúng ta có thể dùng cả hai xiảng và giảm. Còn nếu mà chúng ta muốn nhấn mạnh cái mong muốn thì chúng ta dùng từ giảm. Ví dụ này. Giờ anh Thành thử nói là bạn muốn mua cái gì? Em sẽ nói nào. Ni xiang mai sheme hay đó. Ni xiang mai sheme đó. Rồi phải không? Ni xiang mai sheme. Vâng. Bạn muốn mua gì? Ni xiang mai sheme. Chúng ta có quan điểm vào. Bạn muốn mua gì? Bộ xiang ni. Ừ đó. Bộ xiang ni, tôi nhớ bạn. Nhớ là xiang, xiang có nghĩa là muốn nhớ nghĩ. À. Ni xiang mai sheme. Bạn muốn mua gì? Tôi rất nhớ bạn là gì? Ủa hẳn sáng đi. Tôi rất nhớ bạn, đúng không ạ? Ủa hẳn sáng đi. Tôi rất nhớ bạn. Ủa hẳn sáng đi. Anh gom vào đi. Ủa hẳn sáng đi.
con này dễ mà. Có rất nhiều bạn. Quá khả xéo nè. Quá khả xéo nè. Dịch cho nó xuôi xuôi tí. Toàn dịch đi đâu? Dịch xong phải đúng chiều. Toàn dịch. Phải dịch nó chuẩn tí. Quá khả xéo nè. Tốt, đúng rồi. Có rất nhiều bạn. Quá khả xéo nè. Rồi. Tiếp. Thanh em. Đó đi, rồi tốt. Khẩn được mà, có khẩn giao nè, có giờ một bạn giao, có khẩn xéo nè cũng được, xả nó, có khẩn xéo nè, nhớ đúng không? Được chưa? Tùy, chúng ta dịch cho nó xuôi xuôi tí đã, ok. Khan như là gì? Trung Anh hay là Anh? Trung Anh à? Khan như là Trung Anh. Khan như từ điển là từ điển Trung Anh đấy, Khan như Trung Anh. Ví dụ này, chúng ta có thể lấy ví dụ là gì? Tôi muốn mua một quyển từ điển Trung Anh thì em ta cho nói nào. Tôi muốn mua một quyển từ điển Trung Anh. Ủa nhau mà, y bản khan yên, từ điển, thế đó. Tôi muốn mua một quyển từ điển Trung Anh. Đúng rồi. Ủa yào mà y bản, yào mà y bản khan yên, từ điển. Tôi muốn mua một quyển từ điển Trung Anh. Ủa yào mà y bản, lợi từ, bản. Y là số từ. Tôi muốn mua một quyển Hán ngữ từ điển, đúng không ạ? Tôi muốn mua một quyển từ điển Trung Anh. À, Anh Trung. Trung Anh nhỉ? Trung Anh rồi, Trung Anh. Từ điển, từ điển. Mạnh có đi em. Mạnh đâu em? Hay có đi em. Tôi muốn mua một quyển Hán ngữ từ điển, được chưa? Rồi, anh Thanh học đúng rồi. Lâm bạn Lâm rồi. Bạn Lâm có đi. Ừ, tốt. Ừ, rồi, nó lại bị lắc rồi. Thì là mạng nó đang đơ đơ tí. Ok, chúng ta tính ra từ tiếp theo là từ chùa trong học rồi đúng không? Ngồi. Ờ, từ này chúng ta lướt qua. Chùa. ví dụ này. Tôi muốn ngồi taxi về nhà. Thì câu này em Loan nói nào? Tôi muốn ngồi taxi về nhà. Bây giờ chùa gì? Chùa. Chùa chưa? Taxi học rồi. Về nhà. Phải trang. Ờ, chúng ta có vào. Tôi muốn ngồi chu tu xe về nhà. Tôi muốn ngồi taxi về nhà. Tôi muốn ngồi chu tu xe về nhà. Tôi muốn ngồi chu tu xe về nhà. Tôi muốn ngồi taxi về nhà. Chúng ta có vào. Tôi muốn ngồi chu tu xe về nhà. Tôi muốn ngồi taxi về nhà. Ok, chúng ta có vào. Tôi muốn ngồi chu tu xe về nhà. Anh Thanh gọi đi. Tôi muốn ngồi taxi về nhà. Tôi muốn ngồi chu tu xe về nhà. Lòng rồi, hạnh em. Em Trang Thu có nhầm từ chua rồi. Chua là chua làm, phải chua ngồi. Chu tu chưa, em có nhầm rồi. Em có ra từ gọi cả câu đi, cho mà chắc. Tôi muốn chua chu tu chưa, quỷ cha. Tôi muốn ngồi taxi về nhà. Tôi muốn chua chu tu chưa, quỷ cha. Đúng chưa? Ok, đúng rồi, tốt, anh có đúng rồi. Ở đâu á? À. Ở đâu nhỉ? À đây là. À, tôi anh có đúng rồi. Anh có nhầm từ chua rồi, từ chua. Nó từ này cơ, chua là ngồi. Anh có thành từ chua kia rồi. Chua là ngồi cơ. Anh có từ chua là xong. Mạnh em. Em mạnh có đi. Em mạnh này đang mạng mất mạng à? Anh có đi. Ơ, sao này? Chúng ta sang từ dưới từ chỉ là gì? Bóp, nặn, chèn chúc. À, bóp, nặn, chèn chúc. Chúng ta bảo chỉ ở dưới. Chỉ là bóp nặng chân chúc. Anh Thanh Thu làm gì đây? Em quay sang chỗ anh Thanh này, anh Thanh đang nóng. Anh quay sang chỗ anh Thanh này. Được không? Em nóng à? Thì em quay về chỗ em rồi. Anh tưởng em không lạnh lạnh. Chúng ta bảo chỉ là gì? Chật trội chân chúc bọn chen. Chỉ à, không chỉ là kia, chỉ kia là chỉ mấy. Chỉ là chỉ này. Chỉ là chỉ này cơ. Đó khác nhau đấy. Chữ khác nhau. Chữ khác nhau. Chỉ là chật trội bon chen chen chúc. Đúng rồi. Nặng bóp nặng chen chúc. Chúng ta có bảo chỉ. Chúng ta có bảo chỉ. Nhà chỉ. Em hãy có đi em. Chỉ. Ok, đúng rồi.
Hoàn toàn. À, ví dụ này, bạn đừng có chen tôi, bạn đừng có chen chúc tôi. Bạn đừng có chen chen tôi. Nì pía chí của. Pía chí của. Chúng ta học từ pía chứ nhỉ? Chưa. Đúng không ạ? À, chúng ta học từ pía đã. Pía tớ học rồi nhỉ? Cái khác đúng không? Ok, pía là đừng. Đúng không ạ? Pía đừng. Chúng ta có từ pía vào. Pía đừng, chúng ta vào. Pía đừng. Pía đừng. Pía là đừng, động từ à đừng. À pía. Anh lập bằng lông có gì đấy? Lông có là tốt. Không không, đúng rồi đúng rồi. Thì pía chí của tốt, đúng rồi. Pía cộng động từ. Thế tốt, đừng làm gì nữa? Thì pía chí của, đúng rồi. Bạn đừng có chen tôi, thì pía chí của. Thì pía chí của, bạn đừng có chen tôi. Đang ở trên xe buýt người ta hay muốn chen nhau. Thì pía chí của, bạn đừng có chen tôi. Được chưa, chúng ta vào. Nhìn phía chiều à. Anh hay con được chưa? Hãy con đi em. Nhìn phía chiều à. Anh thanh điểm danh đi. Điểm danh, lên xe. Điểm danh. Nhìn phía chiều à. Được. Ok. Chúng ta... Rồi tiếp này. Chí là gì? Đi. Mà đi là đi là kiểu là đi xe mà nó có yên xe, nó gọi là chí. Đúng không ạ? Chí. Chí mua thuốc chưa? Nó có liền nhá. Đi xe máy. Chí mua thuốc chưa là đi xe máy. Chí tức là đi, tức là nghĩa của nó đúng là cưỡi. Nhưng mà chúng ta giờ chúng ta không dùng từ cưỡi mà chúng ta gì cả gì? Đi xem máy, chí mua thuốc chưa? Đúng rồi. À, anh Mạnh có nhầm rồi. Mạnh có là đi anh, quy mà. Rồi tốt. Lâm cũng rồi, anh Trang rồi, tốt, chí. Rồi, Lâm là Lâm rồi. Lâm đâu? Có đi Lâm. À, rồi tiếp này. À, ở dưới chúng ta có từ từ xiếng là được, ok. Động từ. Được, ok, xiếng, đúng rồi. Xiếng là được, ok, xiếng. Được, ok. Được không? Xíu mà. Xíu. Xíu, được. Ok, mình đây là xíu. Được không? Xíu mà được không? Học được không? Xíu mà. Yeah. Không được, phút xíu. Đúng không? Không đồng ý, phút xíu. Không được. Đúng không ạ? Phút xíu, không được. Dạ, yeah, đúng không? Phút xíu, không được. Rồi, tiếp theo này. Từ mấn thì lớp qua, mấn là môn học. Rồi, y mấn khứa, khứa là môn học. Chúng ta y mấn khứa là một môn học. Y mấn khứa, một môn học. Y mấn khứa, có nghĩa là gì? Một môn học. Chúng ta có bảo, y mấn khứa, một môn học. Y mấn khứa là một môn học. Chúng ta bảo, y mấn khứa. Đó, là mình tầm mình lắc cái hình là sao? À, ví dụ này, em trang tròn tụi nó là sáng nay tôi có hai môn học. Em nói nào, sáng nay tôi có hai môn học. Chị điên sang ngủ. Ôi dồi. Lẻng mấn cửa. Hai mà, lẻng mà, y là một mà. Chúng ta có bài. Chị điên sang ngủ, ôi dồi lẻng mấn cửa. Sáng nay tôi có hai môn học. Chị điên sang ngủ. Ôi dồi lẻng mấn cửa. Sáng nay tôi có hai môn học. Chúng ta có bài. Chúng ta sang ngủ, ôi dấu, lẻng mấn cửa. Chúng ta sang ngủ, ôi dấu, lẻng mấn cửa. Sáng nay tôi có hai môn học. Chúng ta có vào. Chúng ta sang ngủ, ôi dấu, lẻng mấn cửa. Sáng nay tôi có hai môn học. Chúng ta sang ngủ, ôi dấu, lẻng mấn cửa. Sáng nay tôi có hai môn học. Ok, rồi, tốt. Ở giữa từ trung khứa là gì? Tổng hợp. Động từ tổng hợp trung khứa.
Trung khứa động từ tổng hợp. Trung khứa. Trung khứa là tổng hợp. Trung khứa tổng hợp. Đúng không ạ? Trung khứa tổng hợp. Được chưa? Tốt, đúng rồi. Anh cho nhầm rồi. Trung khứa mà. Anh nói đi. Z on là g mà. Anh nói đi. Trung khứa tổng hợp. Hạnh em. Trung khứa tổng hợp. Đúng không ạ? Trung khứa tổng hợp. Được chưa? Đúng rồi, tốt. Bạn giúp bạn chúng ta cho chủ giúp nhỉ? Bạn tổng hợp cho tôi tài liệu này đi. Thì em hãy nào. Bạn tổng hợp cho tôi tài liệu đi. Bạn tổng hợp tài liệu cho tôi đi. Em nói nào. Thì trung khứa dữ liệu. Cái của bạn cho tôi đi. Cái của bạn. Thì trung khứa dữ liệu cái của bạn. Bạn tổng hợp tài liệu cho tôi đi. Đó, chúng ta có bao. Nì trung hợp dữ liệu kế hoạch bác. Nì trung hợp dữ liệu kế hoạch bác. Bạn tổng hợp tài liệu cho tôi đi. Chúng ta có bao. Nì trung hợp dữ liệu kế hoạch bác. Bạn tổng hợp tài liệu cho tôi đi. Dữ liệu là tài liệu đúng không ạ? Anh bảo ra. Đốt. Nì trung hợp dữ liệu kế hoạch bác. Bạn tổng hợp tài liệu cho tôi đi. Được chưa? Thì trung hứa dữ liệu kế hoạch bạn. Đó, tốt rồi, anh làm có rồi. Anh có nhầm rồi. Anh làm có nhầm từ trung hứa rồi. Em nói từ trung hứa là sao? Trung hứa. Rồi, chúng ta tiếp sang từ bên dưới. Từ khẩu ủy là gì? Khẩu ngữ. Khẩu ủy là khẩu ngữ. Đúng không? Khẩu ủy là khẩu ngữ. Khẩu ủy, khẩu ngữ. Đúng không? Khẩu ủy là khẩu ngữ. Chúng ta có bảo. Khẩu ủy, khẩu ngữ. Đúng rồi, tốt. Sang thu rồi, anh gọi đi. Khẩu ủy, khẩu ngữ. Mạnh em. Em gọi đi. Khẩu ngữ, đúng rồi. Hạnh em. Khẩu ủy, khẩu ngữ. Đó, tốt, đúng rồi. Theo dưới từ thính lý là nghe hiểu. Là khả năng nghe hiểu đấy. Thính lý, đúng không ạ? Thính lý là khả năng nghe hiểu. Thính lý. Đúng không ạ? Khả năng nghe. Thính lý là khả năng nghe. Đúng không ạ? Thính lý. Khả năng nghe, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thính lý. Thính lực đấy, thính lực đấy. Thính lực là khả năng nghe. Rồi từ bên dưới từ duyệt tú là đọc hiểu. Đó là danh từ đọc hiểu, duyệt tú đọc hiểu. Ngon, duyệt tú. Đọc hiểu. Reading đấy, đúng không? Duyệt tú đọc hiểu. Duyệt tú. Lắc hình đó. Đọc hiểu. Đọc hiểu, hiểu. Đúng không? Duyệt tú là đọc hiểu. Rồi tiếp theo ở dưới chúng ta có từ là gì nhỉ? Văn hóa là văn hóa, danh từ đúng không? Văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa đúng không? Văn hóa, văn hóa, đúng không? Văn hóa là văn hóa. Ví dụ văn hóa Việt Nam là gì? Việt Nam văn hóa. Ví dụ giờ em loan thử nó là bạn tôi rất thích văn hóa Việt Nam. Thì em nói là bà tôi rất thích văn hóa Việt Nam. Ủa? Ủa phán hiểu. Ủa tôi phán hiểu rồi. Rất thích văn hóa Việt Nam. Khẩn. Khẩn chỉ khoan. Văn hóa Việt Nam là gì? Văn hóa. Đúng rồi. Ủa tôi phán hiểu khẩn chỉ khoan Việt Nam văn hóa. Bạn của tôi rất thích văn hóa Việt Nam. Ủa tôi phán hiểu khẩn chỉ khoan Việt Nam văn hóa. Bạn của tôi rất thích văn hóa Việt Nam. 我的朋友很喜欢越南文化. Bạn của tôi rất thích văn hóa Việt Nam. 我的朋友很喜欢越南文化. Yeah. Ok. 我的朋友很喜欢越南文化. Việt Nam. 我的朋友很喜欢越南文化. Mạng lắp quá nhỉ? Được chưa? Anh thiếu từ văn hóa. Anh có thiếu từ văn hóa. Rồi tốt, chính xác. Anh thiếu từ văn hóa là văn hóa. Anh có lại đi, anh thêm vào xong, có thêm vào xong. Ok, chúng ta có từ giữa từ 23 thể vi thể dục. Đúng rồi, thể vi thể dục. Thể vi thể dục
Chỉ huy thể dục. Anh Trăn Tròn thích môn thể dục không? Chắc không. Rồi, chỉ huy thể dục. Đúng không? Chỉ huy. Ok, tiếp theo là từ từ treo là dạy. Dạy, dễ đó. Dạy học đây, treo, đúng không? Treo. Treo dạy. Đúng không? Treo. Dạy, đúng không? Treo. Treo sư hay là treo treo sư, treo dạy. Đúng không ạ? Treo. Không phải anh có nhầm rồi. Treo từ này cơ. Treo, anh phải chọn đúng từ treo. Treo từ này. Thanh 1, đó là thanh 1. Treo. Anh con đi anh. Treo. Anh con đi, treo. Giờ tốt. Chính xác. Rồi ok, ví dụ giờ em Mạnh thì nói là bạn dạy tôi tình chung đi. Anh nói là bạn dạy tôi tình chung đi. Thì treo của gì? Nǐ jiào wǒ hàǔyǔ bā. Thế thôi, bạn dạy tôi tình chung đi. Nǐ jiào wǒ hàǔyǔ bā. Nǐ jiào wǒ hàǔyǔ bā. Bạn dạy tôi tình chung đi. Chúng ta có bạn. Nǐ jiào wǒ hàǔyǔ bā. Đúng không ạ? Bạn dạy tôi tình chung đi. Lắc hình rồi. Nǐ jiào wǒ hàǔyǔ bā. Bạn dạy tôi tiếng chung đi. Dạ. Ok, giờ chúng ta sẽ đọc lại từ vựng nhé. Từ vựng này. Chúng ta tổng kết từ vựng này. Nắp hình rồi. Rồi chúng ta đọc này. Rồi, này nhanh. Đọc nhá, từ số 1 này. Dạ. Rồi, sang trang này. Thu lái. Rồi, lái. Chẳng giải. Yên yuệ. Mấy yếu. Chẳng. Lưu yên. Sư. Sư điện. Xiang. Hàn yếu, tuổi, chỉ, chí, xiếng, mẫn, khờ, trung hợp, khẩu ủy, tiếng lị, yuệ tú, văn hóa, thị vị, giao. Ok, giờ em sẽ cho đọc đi, đọc bài tập bộ từ vựng đi, trải, đọc đi. Rồi, rồi tốt, lại, trang trải, tốt. Rồi, mấy giờ? Đó, sư, rồi, số điện. Đó. Ok. Rồi, rồi. Khó bị rồi. Chứng lý. Rồi, khỏi khoa. Chứng lý. Chưa, rồi, anh thanh đọc đi. Chà. Đọc đi anh. Rồi, tốt. Rồi. Chân chà, tốt. Đó, tiếp. Mấy giờ? Chân. Rồi, số điện. Tốt. Chùa. Rồi, tốt. Rồi. Rồi. Tốt. Rồi. Kinh nghị. Vệ tủ. Tốt. Rồi. Ok. Ok, chưa? Rồi, tiếp là bạn Lâm đọc đi. Lâm đọc lại như anh Thanh. Trải. Rồi. Chu lái. Tiếp. Lái. Trần trải. Tốt. Nhìn về. Rồi. Bạn hiểu, tốt. Mấy hiểu, cái nhỉ, mấy hiểu. Tốt. Rồi. Rồi, tiếp theo. Số điện, hiểu sách. Số điện, hiểu sách. Tiếp theo. Rồi, tiếp. Rồi, tiếp. Rồi. Rồi, tốt. Trung khờ tốt, tiếp theo. Rồi. Việt tú, Văn hóa tốt, thị uy rồi, treo rồi tốt, ok, tiếp hai anh em làm đi, trai, chú lái, làm tiếp, lái rồi, rồi tốt, rồi tốt tiếp đó, rồi, tốt, rồi, khẩu uy, tiếng lì. Vệ tú. Rồi tốt. Tốt. Ok. Rồi tiếp theo giờ Loan em, anh làm đi. Anh Loan làm đi. Loan. Rồi. Chu lái. Lái tiếp theo. Trân trải. Rồi tiếp.
Trần, ta tiếp. Luin. Rồi, tốt. Chỉ. 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 Vẫn giao tiếp. Cửa. Rồi. Khẩu ủy. Duyệt tú. Tiếng lì. Rồi, tốt. Rồi. Ok. Treo, treo nhỉ. Rồi, sang, em sang tu đầu đi. À, chạy, chu lại. Rồi. Lái. Ừ, tốt. Tin duyệt. Rồi. Người in, rồi. 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 Ok. Rồi. Ok. Tốt mạnh em, nào đi. Chú lái, rồi. Lái tiếp theo. Rồi tiếp tiếp. Lưu ý. Tiếp theo. Rồi, đọc đi. Sì. Rồi. Rồi, tiếp theo. tốt. Rồi. Tiếp đây. Được chưa? Treo. Rồi. Sinh ly. Rồi, tiếp theo. Rồi. Duyệt tú. Rồi, treo. Ok, đúng rồi, tốt. Rồi, chúng ta sang 114. Mình sẽ đọc bài hội thoại nhé. 114. Đọc bài hội thoại. Đó, ai đây? Ok, chúng ta đọc nhé. 114. Chúng ta đọc này. Đọc này. Mai khờ chai su sơ ma? Chai. Tha chai chu ở sầm nơ? Wo chu lại thật sử hợp. Tha chân chai thiên yên yên à? Nì sư bù sư chai thiên yên yên à? Mấy ạ? 我正听课文录音呢。 下午你有事吗？ 没有事。 我们一起去书店好吗？ 你要买什么书？ 我想买一本汉英词典。 咱们怎么去呢？ 坐车去吧。 tiếp này. 坐车去吧, ở dưới. 今天星期六。 坐车太挤。 骑车去怎么样? 行。 OK, tiếp. 玛丽,你们有几门课? 现在只有四门课。 综合课，口语课，听力课和阅读课。OK,有文化课和体育课吗？没有。林老师教你们什么？他教我们听力和阅读。 谁教你们综合课和口语课？口语课，王老师。OK，不错。王老师，那接着，em张传，张传với lại em Hạnh đi，张传với Hạnh đọc đi。Rồi, tốt tiếp.
cơ. Bên tủ cửa rồi. Ở kia thì chắc. Rồi tiếp này, tiếp theo giờ tiếp theo là anh Thanh về Mạnh Lâm. Anh Thanh trước đi. Sao? Chưa thưởng à? Anh Thanh dẫn quảng cáo nha. Anh Thanh dẫn đi. Anh đọc dẫn đọc trước xong rồi Mạnh Lâm đọc sau. Anh Thanh là Mai Cựa Mà Linh đi, đọc trước đi. Mai Cựa Tè Su Sơ Ma. Tớ. Su Sơ Ma rồi tớ. Tiếp. Tiếp. Bali. 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 Thì vì cửa mà tiếp. Lý lão sư cho nỉ mân mà nói tiếp thính nỉ hứa duyệt tú duyệt tú. Tiếp theo nỉ mân trung khở cửa khẩu ủy cửa. Tiếp theo. Ok rồi, tiếp em Loan và em Trang Thu đọc đi. Em Loan chậm trước đi, Trang Thu đọc xong. Ok, tiếp. Tốt. Tốt tiếp. Khai những từ điển rồi tiếp. Xíu rồi. Tớ. Sư mệnh cửa rồi. Tớ. Gì đấy? Kệ nó. Tiếp đó tiếp. Người
Ok. Hứa, Việt Tú, rồi tiếp đó. À, không cười. Cái gì đấy? Mình cười nhỉ? Thánh cười. Em đang làm đi em. Em đang làm gì đây? Được chưa? Hoàn xong chưa? Xong rồi à? Rồi tiếp là chúng ta tiếp nhỉ? Sang trang 21, chúng ta sang trang 21 nhé. Trang 21 chúng ta sẽ đi ra sang tường này. Mạnh à? Anh quên mất đó, quên mất. Mạnh đọc đi em, anh quên mất. Mạnh đọc đi em. Đọc cái bài đi em. Mạnh vào đi em. Mạnh đọc vào. Mạnh lên em, mạnh lên em. Chưa không nữa. Thế đó. Rồi. Yên duyên à? Rồi, tốt, tiếp đó. Yên duyên. Yên duyên á? Rồi, tiếp. Mạnh lên em. Ok, em đọc thế là ổn nhưng mà hơi chậm. Tiếp theo chúng ta sang trang số 21. Trang 21. Mình sẽ sang sang bài số 3 cho là đọc các cái cụm từ trẻ sau. Rồi, từ từ chúng ta đọc thế nào đấy? Là đi như thế nào? Chẩm mơ chì. Chúng ta vào đi như thế nào? Chẩm mơ chì. Là đi như thế nào chúng ta vào nhé? Chẩm mơ chì.
đi như thế nào, chậm mà truy, đúng không? Chậm mà truy đi như thế nào? Chậm mà truy là đi như thế nào? Chưa? Chậm mà truy. Em mày có đi, chậm mà truy. Chưa? Chậm mà vào, chậm mà truy là đi như thế nào? Rồi, bên Lâm rồi, tốt, anh Lanh, rồi. Anh em, chậm mà truy đi như thế nào? Ok, chúng ta đi tiếp sang từ bên dưới đó là từ chậm mà chậu, đúng không? Từ bên cạnh là từ chậm mà chậu là đi, cũng là đi như thế nào? Đúng rồi, chậm mà chậu, chậm mà chậu đi như thế nào? Là chậm mà chậu, đúng không? Đi như thế nào? Được chưa? Rồi, hãy có lắm rồi, chậm mà truy, anh có tiếp đi, chậm mà chậu là đi như thế nào? Anh Thanh có nhầm rồi, chậu mà. Anh có ra đi, chậu là cái này, chậu mà chậu là đi như thế. Đi như thế nào? Chậu mà chậu. Được chưa? Ok, chúng ta tăng từ tiếp theo, anh gọi anh gọi rồi. Mấy cái là gì? Viết như thế nào là gì? Chấm mất xỉa. Đúng rồi. Chấm mất xỉa là viết như thế nào? Chấm mất xỉa. Đúng rồi. Viết như thế nào? Chấm mất xỉa. Đúng rồi. Là viết như thế nào? Chấm mất xỉa. Đúng rồi, tốt. Mạnh em. Mạnh, mạnh lên em. Mạnh đang vào. Đó, tên này. Từ giữa từ gì? Đọc là gì? Chấm mất tú. Đọc, chấm mất tú. Duyệt tú là đọc hiểu đấy. Tú đọc, chấm mất tú, đúng không ạ? Đọc như thế nào? Chấm mất tú, đọc như thế nào? Mà, anh gọi đi, rồi tốt, rồi. Lâm, Lâm rồi, Lâm. Anh Thanh gọi trước bạn Lâm rồi. Bạn Lâm xong để anh Thanh anh vượt qua vậy. Kệ anh. Tốt, tính sao? Mạnh em, anh gọi đi. Chấm mơ tú. Rồi tiếp từ gì đấy? Chấm mơ dùng. Dùng mà dùng. Chấm mơ dùng. Dùng mà dùng. Động từ dùng. Sử dụng đấy. Dùng. Muốn á, muốn là giàu. Dùng là dùng, sử dụng, còn yêu là muốn. Ok, chúng ta gọi dùng. Chẳng mới dùng là dùng như thế nào? Chẳng mới dùng, dùng như thế nào? Dùng như thế nào? Dùng là dùng, động từ dùng, dùng. Đấy, các anh ghi chú vào. Dùng là động từ dùng. À, sử dụng đấy. Đó, dùng như thế nào? Ok, đúng rồi. Tiếp theo này. Đi ngồi xe như thế nào? Chẳng mới chua chưa? Chấm mơ chua chưa, chúng ta gọi vào là ngồi xe như thế nào? Chấm mơ chua chưa, ngồi xe như thế nào? Chúng ta gọi chấm mơ chua chưa, ngồi xe như thế nào? Đúng không? Chấm mơ chua chưa, ngồi xe như thế nào? Chấm mơ chua chưa, chúng ta gọi vào nhá, là ngồi xe như thế nào? Chấm mơ chua chưa, nhá, là ngồi xe như thế nào? Chấm mơ chua chưa? Rõ chưa? Ok, tiếp này. Anh có được chưa? Anh Thanh có được chưa? Ok, chấm mơ chua chưa? Hạnh rồi, tốt. Lâm rồi, tốt. Anh, bạn Lâm rồi, rồi tốt. Rồi. Hạnh rồi. Lâm rồi, ok. Anh Thanh được chưa? Chấm mơ chua chưa? Rồi. Ok, tiếp này. Anh có được chưa? Anh Thanh có được chưa? Chấm mơ chua chưa? Ok, chấm mơ chua chưa? Hạnh rồi, tốt. Lâm rồi, tốt. Ok, anh, rồi, bạn tốt. Lâm rồi, rồi tốt. Rồi. Hạnh rồi. Lâm rồi, ok. Chúng ta đi test sang bên cạnh từ gì nhỉ? Ở dưới. Là gì đấy? Rồi, anh ta đang nghe nhạc. Tha zài tiếng in yue. Anh ta đang nghe nhạc. Chúng ta có vào. Tha zài tiếng in yue. Rồi. Tha zài tiếng in yue. Đúng rồi. Tha zài tiếng in yue. Anh ta đang nghe nhạc. Tha zài tiếng in yue, đúng không, là anh ta đang nghe nhạc. Tha zài tiếng in yue, chúng ta có vào là anh ta đang nghe nhạc. Tha zài tiếng in yue. Được chưa? Ok.
anh Lan rồi, tốt, anh có đúng rồi. Mạnh em. Mạnh đang làm gì đấy? Anh gọi đi. Ờ, tiếp theo là gì nhỉ? Tôi đang xem thư. Ủa tại khăn xin, xin, đúng rồi, thì xin gửi thư. Ủa tại khăn xin, tôi đang xem thư. Chúng ta có bảo, ủa tại khăn xin, tôi đang xem thư. Rồi, ủa tại khăn xin, là tôi đang... tôi đang xem thư. Anh gọi gì đấy? Ủa tại khăn xin. Xin từ này cơ. Xin là thư, chi xin. Thư, ủa tại khăn xin, tôi đang xem thư. Đúng không ạ? Ủa tại khăn xin. À, tôi đang xem thư. Ủa tại khăn xin. Rồi, tốt. Anh gọi đi. Rồi, tốt. Không, anh chưa được. Xin từ này cơ. Xin. À, xin. Xin. Xin, từ này. Ủa tại khăn xin. Anh gọi chưa? Xin. Phải chọn từ xin nha. Ủa tại khăn xin. Dạ, xin. Dạ. Ok, tiếp này chúng ta tiếp sang từ bên dưới. Gì đấy? Anh ta đang xem gì? TV là gì? Điện sử, rồi. Tha zài khan điện sử, anh ta xem TV. Tha zài khan điện sử. Đúng rồi. Anh ta đang xem TV. Tha zài khan điện sử. Anh ta đang xem TV. Tha zài khan điện sử. Anh ta đang xem TV. Chúng ta có bảo, tha zài khan điện sử. Anh ta đang xem TV. Rồi tốt, đúng rồi. Rồi tốt. Lâm rồi. chưa được, khan tiên sư, bạn Lâm thừa từ thiên rồi. Thừa từ thiên rồi. Mạnh em. Mạnh vào đi em. Mạnh lên em đi em. Hạnh rồi, tốt, rồi, tốt. Ok, tiếp theo này, ở giữa gì? Ok, đang xem TV đây. Chẳng khan tiền sư nợ, đang xem TV đây. Đang chẳng khan xem TV tiền sư nợ đây. Chẳng khan tiền sư nợ, đang xem TV đây. Chẳng khan tiền sư nợ, chúng ta có bảo là đang xem TV đây. Chẳng khan tiền sư nợ. Rồi, nợ. Chẳng khan tiền sư nợ, đang xem TV đây. Đây. Chẳng khan tiền sư nợ, chúng ta có bảo đang xem TV đây. Chẳng khan tiền sư nợ. Là đang xem TV đây được chưa? Anh Thanh được chưa? Giờ tốt, giờ Lâm giờ tốt. Lâm có gì đây? Khan. Bạn Lâm có dầm từ ăn rồi. Khan từ này cơ mà. Bạn Lâm có lại từ khan. Khan là xem. Khán đài này. Khán. Khán thái. Khan. Giờ chúng ta tiếp sang từ tiếp theo này. Từ gì đấy? Đang nghe ghi âm đây. Trường Thiên Lũ In à. Đang nghe ghi âm đây. Chúng ta có bảo. Trường Thiên Lũ In à. Đang nghe ghi âm đây. Đúng rồi. Trường Thiên Lũ In à. Đó, đang nghe ghi âm đây. Trường Thiên Lũ In à. Rồi, Trang Thu không ra. Mạnh em. Rồi, tốt. Trang Tròn đâu anh? Ngồi đi. Trường Thiên Lũ In à. Rồi. Em Loan có nhầm từ Thiên rồi. Thiên mà anh gọi là đi. Rồi tốt, anh Khanh có rồi. Trường Khan Tiên Sư nào rồi, bạn Lâm có tiếp đi. Trường Thiên Lũ In nào. Em Hạnh có nhầm từ Thiên rồi. Hạnh em. Em có nhầm từ Thiên rồi. Trường Khan Thiên. Trường Thiên. Rồi chúng ta sang tiếp mấy cái là gì đây? À, từ gì đó chúng ta đọc thế nào? Trường Cân. Gì? Đó, học rồi. Buôn là gì? Buôn chuyện là gì? Buôn chuyện là lèo thiên. Rồi, chân cân phóng hiểu lèo thiên nè. Đúng rồi. Đang buôn chuyện cùng bạn bè đây. Chân cân phóng hiểu lèo thiên nè. À, đúng rồi nha. Đang nghe, à, đang buôn chuyện cùng bạn bè. Chân cân phóng hiểu lèo thiên nè. Chúng ta có vào. Chân cân. Rồi, phóng hiểu lèo thiên nè. Đang buôn chuyện cùng bạn bè đây. Chân cân phóng hiểu lèo thiên nè. Đang buôn chuyện cùng bạn bè đây, chúng ta có bảo
正跟朋友聊天呢。đúng không? Đang buôn chuyện cùng bạn bè đây. Ok, em hay đúng rồi. đúng rồi. Chẳng cần phóng hiểu léo thiên nè, đang buôn chuyện cùng bạn bè đây. Chẳng cần phóng hiểu léo thiên nè. Giờ, mạnh có đúng rồi. Giờ, anh có đúng rồi. Lâm. Lâm đâu? Lâm đây. Lâm này sao đây? Anh Thanh cứ làm bạn Lâm tâm lý. tâm lý. À, bạn Lâm thiếu từ léo thiên rồi. Em làm có đúng rồi. Bạn Lâm thiếu từ léo thiên. Bạn thì có thêm từ léo thiên vào. Buôn chuyện, léo thiên. Bạn có thêm từ léo thiên vào. Léo thiên, bạn có thêm vào. Léo thiên. Bạn có thêm vào nha. Rồi, chúng ta đi tiếp sang từ bên cạnh dưới là gì? Đúng rồi, đang viết thư đây. Chẳng trai xỉ xin nè. Đang viết thư đây. Chẳng trai xỉ xin nè. Đang viết thư đây. Chúng ta có vào. Chẳng trai xỉ xin nè. À, đang viết thư đây, sao trang trọng đúng rồi. Đúng rồi, chẳng trai xỉ xin nè, chúng ta có vào. Rồi, em trang thu đúng rồi. Lâm ngõ đúng rồi. À, đó, chúng ta có tiếp vào, chẳng trai xỉ xin nè. Anh Thanh có gì đấy? Anh có nhầm rồi, xỉ xin từ này. Xỉ xin viết thư. À, chẳng trai xỉ xin nè, đang viết thư đây. Chẳng trai xỉ xin nè. Đó, đang viết thư đây. Chúng ta có vào, chẳng trai xỉ xin nè. Là đang viết thư đây. Rồi ok, Lâm gõ nhầm từ xin rồi. Xin. Bạn Lâm gõ là từ xin. À, xỉa xin. Đó. Anh gõ nhầm từ đó. À, xỉa xin mà. Trân dài xỉa xin. Anh gọi là xỉa xin. Xỉa xin, anh gọi là từ xỉa xin là sao? À, viết thư. Xỉa xin là viết thư. Xin gọi là. Xỉa xin là viết thư. Dạ. Đang trai xỉa xin nè. Ok, tiếp này. Từ gì đấy? Rồi, đang gọi điện thoại đây. Đang trai tả điện thoại nè, đang gọi điện thoại đây. Chúng ta có bảo, đang trai tả điện thoại nè, đang gọi điện thoại đây. Chúng ta có bảo nhá. Đang trai tả điện thoại nè, là đang gọi điện thoại đây. Chúng ta có bảo, đang trai tả điện thoại nè. Đó, đang gọi điện thoại đây. Chúng ta có vào. Chẳng trai tả điện thoại nè. Ok, đúng rồi. Chẳng trai tả điện thoại nè. Tốt, em mạnh lắm rồi. Chẳng lắm rồi. À, anh gọi đi. Thành em. Chẳng trai tả điện thoại nè, anh gọi đi. Đang gọi điện thoại đây. Rồi, bạn, em làm lắm rồi. Rồi, tốt. Hạnh rồi. Anh Thành gọi đi. Chẳng trai tả điện thoại nè. Được chưa? Anh gọi đi. Đang gọi điện thoại đây. Chẳng trai tả điện thoại nào. Chúng ta có bảo. Đang gọi điện thoại đây. Chẳng trai tả điện thoại nào. Dạ. Đang gọi điện thoại đây. Chẳng trai tả điện thoại nào. Anh có nhận rồi. Tả điện thoại mà. Lâm gọi đúng rồi. Anh gọi đúng rồi. Rồi chúng ta tiếp sang từ bên cạnh là từ gì đấy? Rồi chẳng trai mãi đúng không chị nào? Đang mua đồ đây. Chẳng trai mãi đúng không chị nào? Đang mua đồ đây. Chúng ta có bảo chẳng trai mãi đúng không nào? Là đang mua đồ đây. Chúng ta có bảo chẳng trai mãi đúng không nào? Chúng ta có bảo đang mua đồ đây. Chẳng trai mãi đúng không nào? Rất tốt, chào chào đúng rồi. Hạnh gọi đi em. Anh gọi nhầm rồi. Tung si. Tung si từ này cơ. Tung si. Rồi. Anh gọi bảo tung si từ này cơ. Hạnh gọi đi em. Chẳng trai mãi đúng không nào? Đang mua đồ đây. Chẳng trai mãi đúng không nào? Chúng ta có bảo là đang mua đồ đây. Chẳng trai mãi đúng không nào? Ok, đang mua đồ đây. Chẳng trai mãi đúng không nào? Được chưa? Rồi tốt, Lâm gọi rồi. Anh Thanh có gì đấy? Mãi đúng không nào? Anh gọi lại đi. Mãi đúng không nào? Nó gọi lại từ này. Mãi đúng không nào? Anh gọi lại đi. Lâm gọi đúng rồi. Ừ, tốt. Anh Thanh gọi lại đi. Mãi tung xin. Được chưa? Anh gọi chưa? Mãi tung xin, chưa được chưa được. Tung xin là D mà. D à, anh gọi thì tờ là. Mãi tung xin.
Dạ. Rồi tiếp theo là gì? Vi phạm. Tôi ngồi. Thầy Vương dạy chúng tôi ngữ pháp. Vương lão sư cho của mình vi phạm. Chúng ta các bạn. Thầy Vương dạy chúng tôi ngữ pháp. Vương lão sư cho của mình vi phạm. Đó ngồi. Vương lão sư cho của mình vi phạm. Ngồi. Vương lão sư cho của mình vi phạm. Chúng ta các bạn. Vương lão sư cho của mình vi phạm. Ờ anh con đúng rồi. À thằng em. Được chưa? Anh chưa thấy. À đi đâu. Em mạnh có nhầm từ của mình thôi. Em có từ của mình nhá. Mạnh có lại đi em. Của mình. Trang Thu có đi em. Trang Thu rồi. Anh gọi đi. Treo quần mình phải anh có nhầm rồi. Treo. Treo từ này mà. Chứ không phải từ treo kia là treo từ này nữa. Treo quần mình phải. Nó có lại nha. Dạy chúng tôi ngữ pháp. Treo quần mình quý phạm. Dạy chúng tôi ngữ pháp. Chúng có bằng. Treo quần mình quý phạm. Dạy chúng tôi ngữ pháp. Vương lão sư treo quần mình quý phạm. Chúng ta có bằng. Thầy Vương dạy chúng tôi ngữ pháp. Vương lão sư treo quần mình quý phạm. Mày có nhầm từ treo rồi. Giờ. Loan cũng rồi. Mày gọi lại nhá. Hạnh gọi đúng rồi. Tốt. Anh thanh được chưa? Ờ tốt. Anh có nhầm từ treo rồi. Treo từ này cơ. Ví phải. Anh có nhầm từ ví phải rồi. Treo. Từ này. Ví phải từ này. Giờ từ này. Ví phải. Từ này. Treo từ này và giờ từ ví phải. Treo gì học ấy. Chào chào. ZL. 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 Được chưa? Ừ, tốt. Ok, không rồi, hình như phạm. Ok, tốt. Tiếp theo là từ gì đấy? Ở dưới gì? À, chúng ta có từ vân học rồi nhỉ? Hỏi. À, lên từ vân thì là gì? Câu hỏi. Hay là vấn đề? Ủa vân thì... Ủa nị cơ, vân thì. Giờ tôi hỏi bạn một câu hỏi. Ủa vân nị cơ, vân thì. Vân thì là câu hỏi, vấn đề. Ủa vân nị cơ, vân thì. Tôi hỏi bạn một câu hỏi. Chúng ta có bạn. Ủa vân nị cơ, vân thì. Là tôi hỏi bạn một câu hỏi. Chúng ta có bạn. Ủa vân nị cơ, vân thì. Tôi hỏi bạn một câu hỏi. Được chưa? Ủa vân nị cơ, vân thì. Chúng ta có bạn. Hãy gọi đi em. Tôi hỏi bạn một câu hỏi. Tôi hỏi bạn một câu hỏi. Tôi hỏi bạn một câu hỏi. Được chưa? Em loan được chưa? À, anh con chưa? Tôi hỏi. Ờ, tốt. Trang giờ, Hạnh giờ, tốt. Rồi, là, em loan có gì đấy? Ý cơ, anh con thừa từ khai rồi. Từ khai từ gì? Anh con lại bỏ từ khai đi. Ừ, tôi hỏi bạn một câu hỏi. Ừ, ủa vân nị cơ vân thì chúng ta có bằng là tôi hỏi bạn một câu hỏi. Vân thì là câu hỏi. Mạnh được chưa em? Gọi đi em. Rồi thôi anh gọi rồi. Lâm đâu? Lâm đâu? Rồi ok đúng rồi tốt chính xác. Cuối cùng là gì nhỉ? Cuối cùng là gì đấy? À rồi tốt. Chị gái cho tôi một quyển từ điển. Chỉ chia cái của y bản từ điển. Chị gái cho tôi một quyển từ điển. Chị gái cái của y bản từ điển. Nói không? Chị gái cái của y bản từ điển. Chị gái cho tôi một quyển từ điển. Chị gái cái của y bản từ điển. Chị gái cho tôi một quyển từ điển. Chúng ta có quan niệm không? Chị gái cái của y bản từ điển. Chị gái cho tôi một quyển từ điển. Chị gái cái của y bản từ điển. Chị gái cho tôi một quyển từ điển. Chỉ chia kế của y bản sư điện. Rồi chúng ta có bạn. Chỉ chia kế của y bản sư điện. Ok, anh có đúng rồi. À, tốt. Rồi, Trang Thu có đúng rồi. Hạnh có đúng rồi. Mạnh em. Được chưa? Đâu? À đây à? Rồi. Trang Thu rồi. Em Loan rồi. Rồi, tội rồi. Em Loan tối mai đi học nhá. Tối mai đi học. Mày à? Mày về quê à?
Tối mai anh vẫn dậy mà. Tối mai anh vẫn dậy mà. Rồi ok, chúng ta đọc lại nhá. Đọc này. Đọc lại nhá. Chấm mất chữ. Rồi, chấm mất dầu. Chấm mất xỉa. Chấm mất tú. Chấm mất dụng. Chấm mất chua chưa. Tha chạy thiên yên duyệt. 我在看信，他在看电视，正看电视呢，正听录音呢，正在写信呢，正在打电话呢，正在买东西呢。 王老师教我们语法。语法，语法，我问你一个问题。姐姐给我一本词典。OK，不错，咱们上这边读。文稿吗？直接咱们上这边补充。咱们继续。那个吧，打电话了，打电话，对吧？这个关键，现在咱们还要打电话，对吗？打电话。 Gọi điện thoại, là gọi điện thoại, tả điện thoại, đúng rồi, là gọi rồi, hẹn em hẹn điểm danh chưa? Ngoan, ngoan, làm gì? Trăng em, trăng tròn, trăng tôi điểm danh chưa em? Điểm danh kín à? Điểm danh xong, anh chẳng không biết là em điểm danh em chưa? Rồi, tiếp này, tốt. Mạnh em để danh đi ạ. Rồi tốt. Tiếp theo là chúng ta có từ giới từ gì ạ? Phê chi là máy bay đúng không ạ? Phê chi, máy bay. Phê chi, máy bay. Phê chi là máy bay. Đúng không ạ? Phê chi, máy bay. Được chưa? Em Mạnh ấn xe nữa. Em ấn xe nữa. Chưa xe. Em chỉ ấn theo dõi thôi, chia sẻ. Em ấn xe nữa, chia sẻ đấy. Phê chi cũng rồi, tốt. À, phê chi, hãy bay. Hãy bay gì? Hãy bay không phải là... Hãy chung, phê chi hãy bay. Đầu tiếp là từ khuột trước là tàu hỏa. Đúng không ạ? Khuột trước tàu hỏa. Khuột trước tàu hỏa. À, đúng không? Hỏa chưa tàu hỏa. Hỏa chưa là tàu hỏa, chúng ta có vào. Hỏa chưa tàu hỏa. Đúng chưa? Rồi tốt. Tiếp theo từ dưới từ gì nhỉ? Từ chỗ lù, đi bộ. À, đúng không? Chỗ lù, đi bộ. Chỗ lù, đi bộ. Chỗ lù đi bộ chúng không ạ? Chỗ lù là đi bộ. Được chưa? Chỗ lù đi bộ. Rồi tốt, anh gom rồi. Lâm rồi. Mạnh em, à rồi tốt. Thanh em. Rồi đúng không? Rồi, tiếp theo. Tả tí là bắt taxi. Tả tí bắt taxi đúng không ạ? Tả tí. Anh Thanh có hay bắt taxi không? Chắc ít đúng không? À, tả tí bắt taxi. Nó chưa là chữ tơ đấy. Nó chưa là chữ tơ đấy. Chữ tơ có mấy cái đọc đấy. Tơ, tí và ti. Ba cái đọc. Tả tí à, bà ta si. Tả tí là bà ta si đấy. Rồi chúng ta tiếp theo là từ bài, nói chung bài số 27. Rồi mình sẽ đi tiếp sang bài số tiếp theo ở bài số 18. Trang 30. Chúng ta sang trang 30. Rồi. Khóa này chúng ta sẽ đi phần từ vựng và khóa sau chúng ta đi phần giao tiếp nhiều hơn. Chúng ta phải có từ vựng đã. Anh Trang Thu nào? Anh Trang Thu hỏi Hiếu sang đi học không? Hiếu? Sang có thể rồi. Yeah. Có Hiếu vào thì nó vui hơn. Hiếu vào thì hay chảnh chọe hơn.
Chắc mà để em với Huệ Hiếu hợp cạn lắm. Hợp cạn. Rồi tốt. Trẻ con chắc mà. Trẻ con. Rồi. Được chưa? Đầu tiên từ bao của biểu kiện mỹ phẩm. Sau khi biểu kiện của mỹ phẩm là hàng nhập hàng về họ gửi cho mình là từ bao của. Đúng không? Biểu kiện mỹ phẩm bao của. Ở trang 30 từ số 1 bao của là biểu kiện mỹ phẩm. Nó vào bao của là biểu kiện mỹ phẩm bao của. Nhá. Biểu kiện mỹ phẩm bao của. Chúng ta có vào bao của là biểu kiện mỹ phẩm. Anh có đi em? Rồi tốt. À, Mạnh em. Mạnh đâu em có đi, anh là có lại đi, anh có nhầm rồi. Bao của tốt tốt. Mạnh có rồi, rồi tốt. Anh Loan đâu rồi? Đâu đi. Rồi, tiếp này. Giờ em Loan thì nói là tôi đến bưu điện gửi bưu kiện, anh nói nào. Của chi yếu chí. Gửi biểu kiện chỉ bao của vâng tôi chúng tôi của chủ yếu chỉ chỉ bao của cho đến biểu điện gửi biểu kiện của chủ yếu chỉ chỉ bao của chúng tôi cho đến biểu điện gửi biểu kiện của chủ yếu chỉ chỉ bao của của chủ yếu chỉ chỉ bao của cho đến biểu điện gửi biểu kiện chúng tôi vâng của chủ yếu chỉ chỉ bao của Hạnh gọi đi em. Dạ. Yeah. Bạn Lâm rồi. Lâm gọi đi. Của chủ yếu chú ý chi bao của. Là tôi đến bưu điện gửi. Bưu kiện. Của chủ yếu chú ý chi bao của. Dạ. Yeah. Của chủ yếu chú ý chi bao của. Từ số 2 chúng ta là từ gì nhỉ? À, xuân tiện là tiện thể nhân tiện. Phó từ. Nhân tiện, tiện thể, xuân tiện. Đúng không? Tiện thể nhân tiện, xuân tiện. Tiện thể nhân tiện, xuân biển, tiện thể nhân tiện, đúng không? Xuân biển. Rồi tốt, Mạnh có rồi, tốt đúng rồi, Lâm rồi, Lâm rồi mà Lâm đâu? Lâm rồi tốt, Lâm có đi, xuân biển, đúng rồi. Lâm có đi, xuân biển. Rồi tốt. Giờ bạn Lâm tưởng nói là bạn đến ngân hàng tiện thể rút tiền cho tôi đi, thì bạn nói là bạn đến ngân hàng tiện thể rút tiền cho tôi đi. Nói nào. Chị tiện thể xuân biển rút tiền cho tôi đi. Rút tiền cho tôi đi. Chị chén cho tôi đi. Kế hoạch 3 cho tôi đi. Kế hoạch 3 Nì chú yên kháng xuân biển chú chén. Kế hoạch 3 Bạn đến ngân hàng tiện thể rút tiền cho tôi đi. Nì này, bạn này, đến chú yên kháng xuân biển rút tiền cho tôi đi, được chưa? Anh Thanh hay nhờ bạn Lâm đi rút tiền này. Yeah. Nì chú yên kháng xuân biển chú chén cái của ba. Bạn đến ngân hàng tiện thể rút tiền cho tôi đi. Nì chú yên kháng xuân biển cái của chú chén ba, chúng ta có ba. Nì chú yên kháng xuân biển cái của chú chén ba, được chưa? Anh gọi đi. 你去银行顺便取钱给我吧。顺便了，对不对？来，你去银行顺便取钱给我吧。你看上我呢？你呢？上图哎？我搞的。好的，明哥，明哥罗。明哥的。还有这？啊，OK。 Rồi tốt rồi, Loan rồi tốt, anh gõ rồi. Lâm rồi. Lâm Lăng loay hoay à? Tắt được. Nhiều xe cộ. Mà Lâm phải mua ô tô đi. Đi xe máy không ổn. Chỉ sẽ kêu bà, rồi tốt. À không, yến khám bạn có nhầm rồi. Yến khám, bạn có là từ yến khám đi. Thế này. Bạn có là từ yến khám. Bạn có là từ yến khám nhỉ? Xuân biển chủ chiến kế hoạch 3. Rồi tiếp này. Giữa từ số 3 từ thi là thay thế. Thay thế đúng không? Thay thế đúng không? Thay thế thi đúng không? Thay thế thi
thi là thay thay thế đúng không? Thi. Rồi tốt, anh gọi đi. Thi. Thay thay thế. 30. Thi là thay thay thế đúng không? Thi thay thay thế. Dạ, chưa đâu các bạn. Thi. Thành được chưa? Mạnh em. Ok, rồi dụ em loát tụi nó là bạn thay tôi bạn thay tôi đến ngân hàng rút tiền đi. Em nói nào. Chỉ chỉ tiền bạc. Nǐ tī wǒ qù yín hǎng qǔ jiǎn bà. Đúng không? Bạn đến ngân hàng rút tiền cho tôi đi. Nǐ qù yín hǎng tī wǒ qù jiǎn bà. Đúng không? Nǐ tī wǒ qù yín hǎng qǔ jiǎn bà. Bạn thay tôi đến ngân hàng rút tiền đi. À, chúng ta có câu đề vào. Nǐ tī wǒ qù yín hǎng qǔ jiǎn bà. Bạn thay tôi đến ngân hàng rút tiền đi. Nǐ tī wǒ qù yín hǎng qǔ jiǎn bà. Đó, chúng ta có bảo. Nǐ tī wǒ qù yín hǎng qǔ jiǎn bà. Bạn thay tôi đến ngân hàng rút tiền đi. Đúng không? Dạ. Nǐ qù yín hǎng tī wǒ qù jiǎn bà. Đó, từ số 4 từ yếu phèo nó tem thư. Giờ chúng ta lướt qua đi. À. Từ phần từ số 5 là từ lượng từ phần xuất bản. Và phần từ số 2 phần xuất bản. Hai phần, hai xuất, hai bản. Đó, đúng không? Phần. Tiếp theo. Phần. Ok, rồi tốt, đúng rồi. Phần. Dạ. Tem. Ờ, không không. Phần. Là cái này, từ này, chúng ta qua. Phần là phần xuất hai bảng. Ví dụ này. Giờ em Hạnh đi. Em tưởng nói là tôi muốn mua hai suất cơm. Anh nói nào, tôi muốn mua hai suất cơm. Mà gì? Lẻ phần. Phần. Phần bữa cơm, bữa ăn. Tôi muốn mua lẻ phần phần, đúng không? Tôi muốn mua hai suất cơm. Tôi muốn mua lẻ phần phần. Tôi muốn mua hai suất cơm, đúng không? Tôi muốn mua lẻ phần phần. À, tôi muốn mua hai suất cơm, đúng không? Tôi muốn mua lẻ phần phần. Đúng rồi. Tôi muốn mua hai suất cơm. Tôi muốn mua lẻ phần phần. Đúng rồi. Tôi muốn mua hai suất cơm. Tôi muốn mua lẻ phần phần. Đúng chưa? Đó. Đó, nó bị sao đây? Rồi chưa? Rồi rồi. Rồi tốt. Anh Loan rồi, đúng rồi. Anh Quỳnh, anh Thanh cũng rồi, tốt. Mạnh rồi, đúng rồi, chính xác. Tiếp này. Ở dưới mắt có từ là chữ niên là thanh niên. À, chúng ta có vào chữ niên là thanh niên, danh từ. Chữ niên thanh niên. Bảo thanh niên này. Chữ niên thanh niên. Đúng không? Chữ niên là thanh niên. À, có sao á? Xin niên. Xin niên cô dâu. Xin niên cô dâu. Dạ. Được chưa? Chữ niên là thanh niên, được chưa? Khác nhau mà. Ok, giờ tốt. Ở giờ chúng ta có từ là từ bảo. Báo, đúng không? Bảo, bao trường hợp rồi đúng không? Bao trường là bảo, tờ báo, còn bảo là báo. Đúng không? Chữ niên bảo, báo thanh niên. À, đúng không? Chữ niên bảo. Báo thanh niên. Chữ niên bảo, báo thanh niên. Dạ, chữ niên bảo, báo thanh niên. Đúng chưa? Chữ niên bảo, báo thanh niên. Ok, đúng rồi, tốt. Mày có gì đấy? Mày có lại đi. Chữ niên bảo. Anh gọi đi. Chữ niên bảo, rồi tốt, đúng rồi. Ở giữa từ báo chí, chúng ta vào là báo, tờ báo hay báo chí nữa, báo chí. Tờ báo, báo chí. Đúng không? Báo chí, tờ báo, báo chí. Đúng không? Báo chí, tờ báo, báo chí. Đúng chưa? Báo chí. Rồi, tốt. Tròn tròn rồi. Mạnh em. Mạnh lên em. Mạnh vào đi em. Mạnh đang vào.
Rồi, mạnh tên rất là hay. Rất có nhiều ý nghĩa. Rồi tiếp từ ná đúng không ạ? Ná cầm lấy. Ná cầm lấy đúng không ạ? Ná cầm lấy. Và ná cầm lấy. Cầm cái gì? Lấy cái gì? Cầm lấy ná. Cầm lấy. Đúng không ạ? Ná cầm lấy. Rồi. Ví dụ này, rồi tốt đúng không ạ? Bạn lấy cho tôi một quyển sách đi, thì anh Thanh nói là bạn lấy cho tôi một quyển sách đi. Bạn lấy cho tôi một quyển sách đi. Anh nói là nì ná. Ná. Y bản su. Kêu ba. Thế đó. Nì ná y bản su. Kêu ba. Bạn lấy cho tôi. Bạn lấy một quyển sách cho tôi đi. Nì ná y bản su. Kêu ba. Sao? Nì là bạn. Ná là cái lấy cầm. Y bản su một quyển sách. Cái của ba là cho tôi đi. Bạn lấy một quyển sách cho tôi đi. Nì ná y bản su. Kêu ba. Dạ. Xin mời các bạn. Nì ná y bản su. Cái của ba. Đúng không ạ? Bạn lấy cho tôi một quyển sách đi. Nì ná y bản su kế của ba. Đúng không? Bạn lấy cho tôi một quyển sách đi. Không, phải là nì ná. Nì ná kế của hay là nì ná y bản su kế của ba? Nhưng mà nì ná của. Đúng không ạ? Bạn Lâm có tầm từ ná rồi. Ná từ này mà. Sao rồi? Nói lại đi. Bạn Thanh gọi đi. Rồi xong rồi. Ná là cầm lấy. Ná. Chưa? Rồi. Anh em. Được chưa? Anh gọi đi. Ná. Tròn tròn rồi. Lâm. Anh Thanh gọi chưa? Anh nhầm rồi. Ná. Con nhân từ ná rồi. Ná y bẩn su kế của ba. Anh gọi lại đi câu này. Nì ná y bẩn su kế của ba. Anh gọi lại đi. Nì ná y bẩn su kế của ba. Nì ná y bẩn su kế của ba. Bạn lấy một quyển sách cho tôi đi. Nì ná y bẩn su kế của ba. À, đúng không? Nì ná y bẩn su kế của ba. Được chưa? Giờ tôi Lâm gọi lắm rồi. Hành gọi lắm rồi. Tốt. Anh Thanh gọi đi. Nì ná y bẩn su kế của ba. Được chưa? Chưa được. Lấy bật su kể của ba. Kể. Anh có thử kể lại. Ok. Kể anh có nhầm rồi. Kể. Được chưa? Rồi chúng ta tiếp sang từ dưới. Từ dưới từ gì nhỉ? Từ bú dụng. Không cần. Đúng không? Bú dụng không cần. Được. Cộng với Lâm. Bố yêu cộng đồng tiền cộng lơ là không cần làm gì nữa. Đúng không? Có chút câu đấy. Bố yêu cộng đồng tiền cộng lơ là không cần làm gì nữa. Xin lỗi các bạn. Bố yêu cộng đồng tiền cộng lơ là không cần làm gì nữa. Được chưa? Bố yêu cộng đồng tiền cộng lơ không cần làm gì nữa. Xin lỗi các bạn. Bố yêu cộng đồng tiền cộng lơ. Ví dụ này. Bạn không cần phải mua. Bố yêu cộng đồng tiền cộng lơ không cần làm gì nữa. Không cần làm gì nữa. Ví dụ bạn không cần phải mua nữa. Nhỉ phối dụng mãi nữa. Bạn không cần phải mua nữa. Nhỉ phối dụng mãi nữa. Chúng ta có vào. Nhỉ phối dụng mãi nữa. Bạn không cần phải mua nữa. Đúng không ạ? Nhỉ phối dụng mãi nữa. Bạn không cần phải mua nữa. Rồi. Lấy từ lơ. Không phải từ nơ. Phải là lơ. Phải là lơ. Nhỉ phối dụng mãi nữa. Nì bố yêu mãi lơ. Rồi tiếp. Rồi em Hạnh thử nói là bạn không cần phải đi nữa. Em nói nào. Hạnh em. Bạn không cần phải đi nữa. Nì bố yêu. Chị là. Đúng rồi. Nì bố yêu chị là. Đúng rồi. Nì bố yêu. Chị là. Bạn không cần phải đi nữa. Anh Thanh nói đi. Nì bố yêu chị là. Bạn không cần phải đi nữa.
你不用去了。 Bạn không cần phải đi nữa. Đúng không? 你不用去了。 Bạn không cần phải đi nữa. Rồi tốt. Rồi tốt, chính xác. Là. 你不用去了, bạn không cần phải đi nữa. Được chưa? 你不用去了. Mạnh em. Hang on đi em. À, chúng ta có từ giữa từ gì nhỉ? Từ dùng, sử dụng. À, chúng ta dùng, sử dụng. À, dùng, sử dụng. Đúng không? Dùng là dùng, sử dụng. À, ví dụ này. À, tôi muốn dùng điện thoại di động của bạn. Thì em loan ở nào? Tôi muốn dùng điện thoại di động của bạn. Dùng điện thoại gì? Sổ chi? Điện thoại di động. Ủa yào dùng điện thoại sổ chi? Tôi muốn dùng điện thoại di động của bạn. Cho nó có vào. Ủa yào dùng điện thoại sổ chi? Là tôi muốn dùng điện thoại di động của bạn. Đúng không vào. Ủa yào dùng điện thoại sổ chi? Là tôi muốn dùng điện thoại di động của bạn. 我要用你的手机. Là tôi muốn dùng điện thoại di động của bạn. Chúng ta có vào. 我要用你的手机. Là tôi muốn dùng điện thoại di động của bạn. Đó, đúng rồi. Được chưa? Thế này. Chúng ta có từ giữa từ là gì? Lùi xiếng là du lịch. Động từ du lịch. Lùi xiếng. Lùi xiếng. Đúng không? Động từ du lịch. Lùi xiếng. Đúng không? Lùi xiếng là du lịch. Động từ à, động từ. Đúng không? Lùi xiếng là du lịch. Lùi xiếng du lịch. Được chưa? Lùi xiếng rồi. Anh ổn rồi. Anh có nhầm rồi. Lùi xiếng từ này. LV mà. Anh có LV. LV. LV XIN. Lùi xiếng. Ví dụ này. LV XIN. LV. Làm ra lùi. Ok. Ví dụ giờ em Hạnh thử nói là bạn muốn đi đâu du lịch? Hạnh em. Hạnh. Bạn muốn đi đâu du lịch? Em nói nào. Đi xem đi. Đi xem chuyên nào? Du lịch. Lùi xiếng. Đúng rồi. Đi xem chuyên nào lùi xiếng? Nói các bạn. Bạn muốn đi đâu du lịch? Đi xem. Đi xem đi. Đi xem chuyên nào? Lùi xiếng. Bạn muốn đi đâu du lịch? Ní xiang chui nào lùi xiếng? Nào có muốn nè bạn? Bạn muốn đi đâu du lịch? Ní xiang chui nào lùi xiếng? Đúng rồi. Bạn muốn đi đâu du lịch? Ní xiang chui nào lùi xiếng? Bạn muốn đi đâu du lịch? Nào có bạn? Ok, chào chào cũng rồi. Hãy rồi, mạnh em. Mạnh vào đi em. À, anh có nhầm rồi, lùi xiếng mà. LV X Y N G lùi xiếng phải chọn đúng chữ này. Lùi xiếng. Dạ, lùi xiếng. Dạ, lùi xiếng. LV X Y N G. Rồi chúng ta tiếp sang từ bên dưới từ là gì? À, từ số 11 từ đại biểu là gì? Đại biểu, đại diện hay thay thế, thay mặt, đúng không ạ? Đại biểu. Đúng không ạ? Đại biểu. Đại biểu, đại diện hay thế? Đại biểu. Đại biểu, đại diện, thay thế, thay mặt, đại biểu. Đó, chúng ta. Đại biểu. Đại diện, thay thế, thay mặt, đại biểu. Đúng không? Ok, em Hạnh đúng rồi. Anh Thanh gọi đi. Ừ. Rồi, tốt. Ví dụ này. Ờ, giờ em loát thử nói là tôi thay mặt công ty cảm ơn bạn. Thì em nói là nó chỉ là đại biểu đấy, thay mặt đây. Thay thế. Ủa, đại biểu. Công sư. Xin xin nỉ thôi. Thế đó. Ủa, đại biểu công sư xin xin nỉ. Là tôi thay mặt công ty cảm ơn bạn. Chúng ta có mà. Ủa, đại biểu công sư xin xin nỉ. Tôi thay mặt công ty cảm ơn bạn. 我代表公司谢谢你.
tôi thay mặt công ty. Cảm ơn bạn. Tôi đại biểu công ty, xin chào bạn. Chúng ta có vấn đề không? Tôi đại biểu công ty, xin chào bạn. Dạ. Tôi đại biểu công ty, xin chào bạn. Tôi thay mặt công ty. Cảm ơn bạn. Tôi đại biểu công ty, xin chào bạn. Đó tôi, chúng ta có vấn đề không? Cái này. Ở giờ chúng ta có từ giữa từ thoán là gì? Đoàn. Đoàn đúng không ạ? Đoàn, thoán. Đoàn du lịch, đoàn du lịch đấy, thoán. Đúng không ạ? Đoàn. Thoán là đoàn. Đúng không ạ? Thoán, đoàn. Đúng không ạ? Thoán là đoàn. Thoán. Đoàn. Ví dụ là đoàn du lịch là gì? Lủy xiếng thoán. Đoàn du lịch, đúng không ạ? Lủy xiếng thoán. Đoàn du lịch. Đúng không ạ? Lủy xiếng thoán, đoàn du lịch. Lủy xiếng thoán, đoàn du lịch. Đúng không? Lủy xiếng thoán là đoàn du lịch. Ok, đúng rồi. Lủy xiếng thoán là đoàn du lịch. Lủy xiếng thoán. Đúng không? Anh thay có đi. Lủy xiếng thoán là đoàn du lịch. Anh thay có đi. Đoàn du lịch, lủy xiếng thoán. Đúng không ạ? Chào chào anh chưa? Lủy xiếng thoán. Mấy anh em có đi không? Lủy xiếng thoán anh có không? Đoàn du lịch. Ơ, sao chưa thấy nhỉ? Anh thay có đi. Lủy xiếng thoán. Anh có chỗ khác rồi. Mày có giống chỗ em ấy. Lủy xiếng thoán là đoàn du lịch. Thấy chưa? Thấy chưa? Ok, tiếp theo giờ chúng ta ra từ tiếp theo giữa từ gì ạ? Từ tham quan là tham quan, động từ tham quan. Tham quan. Tham quan. Tham quan. Tham phải san. Đúng rồi, tốt. Tham. Chứ, chữ C. Chứ, tham quan. Rồi. Tham quan là tham quan. Tham quan. Chứ, qua chữ sở đâu? Chứ. Chữ C. Chứ. Đúng rồi, tốt. Tham quan. Ừ. Tham quan. Rồi, tham quan là tham quan. Đúng không? Tham quan là tham quan. Rồi tốt. Ví dụ này giờ em loan tưởng nó là ngày mai có một đoàn đại có một đoàn du lịch đến tham quan. Mình thiên gì? Yǒu yī ge một cái lủy xiếng thoán đúng không? Lủy xiếng thoán lái tham quan. Đến tham quan. Lái đến đây. Lái tham quan. Mình thì có một cái lủy xiếng thoán lái tham quan. Ngày mai có một đoàn du lịch đến tham quan. Đúng không? Mình thì có một cái lủy xiếng thoán lái tham quan. Mình thì có một cái lủy xiếng thoán lái tham quan. Ngày mai có một đoàn du lịch đến tham quan. Mình điện. Yǒu yī ge lǔ xiǎng tuān lái tham quan. Chúng ta có không? Mình điện. Yǒu yī ge lǔ xiǎng tuān lái tham quan. Ok, đúng rồi, rất tốt. Ngày mai có một đoàn du lịch đến tham quan. Mình điện. Yǒu yī ge lǔ xiǎng tuān lái tham quan. Đúng chưa? Tham quan, tham quan đấy. Mình điện. Yǒu yī ge lǔ xiǎng tuān lái tham quan. Ngày mai có một đoàn du lịch đến tham quan. Em Mạnh có nhầm từ tham quan rồi. Là trong anh có lại câu đấy đi. Em Mạnh có lại câu đấy nhá. Rồi chúng ta sang tiếp từ số 14. Từ tang là làm. Làm chức vụ nghề nghiệp. Tang, đúng không? Tang là làm. Tang. Làm này là làm chức vụ nghề nghiệp. Đúng không? Cộng với chức vụ nghề nghề nghiệp ấy. Hoặc là gì chức vụ ta cộng với nghề nghiệp chức vụ ta làm nghề gì làm chức vụ gì chúng ta gọi tăng anh gọi đi tăng tăng phải chưa đúng không tăng đúng không tăng là làm cái gì đó chức vụ nghề nghiệp gì tăng ví dụ này giờ anh hay tưởng nó là tôi muốn làm giám đốc anh nói nè tôi muốn làm giám đốc là gì
tăng chứng lý, ok đúng rồi. Bây giờ tăng chứng lý, tôi muốn làm giám đốc. Bây giờ tăng chứng lý, tôi muốn làm giám đốc. Chúng ta có bằng. Bây giờ tăng chứng lý, tôi muốn làm giám đốc. Ok đúng rồi. Bây giờ tăng chứng lý. À tốt. Thì ra. Lâu mà, lâu lắm rồi. Ờ, tiếp theo giờ bạn Lâm thử nói là tôi muốn làm thư ký, bạn Lâm nói nào. Tăng gì? Mì su. Rồi tốt. Bây giờ tăng mì su. Là tôi muốn làm thư ký. Đúng không? Bây giờ tăng mì su. Đó, tôi muốn làm thư ký, đúng không? Bây giờ tăng mì su. Rồi, thư ký. Bây giờ tăng mì su. Tôi muốn làm thư ký, được chưa? Đúng không? Bây giờ tăng mì su. À, tôi muốn làm thư ký. Đúng rồi, tốt. Ở dưới chúng ta có từ giữa từ gì nhỉ? San trang là từ nhà từ phá nhỉ, đúng không ạ? Là phiên dịch, động từ, danh từ, phiên dịch, người phiên dịch, phá nhỉ, động từ phiên dịch, người phiên dịch, phá nhỉ, đúng không ạ? Là phiên dịch hay là người phiên dịch, phá nhỉ, đúng không ạ? Phiên dịch, người phiên dịch, phá nhỉ, được chưa? Phiên dịch, người phiên dịch, phá nhỉ, đúng không ạ? Ví dụ này, tôi muốn làm phiên dịch. Chị mình nói nha. Ủa yào tăng phán nhỉ. Đúng rồi. Tôi muốn làm người phiên dịch đấy. Ủa yào tăng phán nhỉ. Tăng làm nghề phiên dịch. Tăng phán nhỉ. Ủa yào tăng phán nhỉ. Tôi muốn làm nghề phiên dịch. Hay tôi muốn làm người phiên dịch. Ủa yào tăng phán nhỉ. Chúng ta có vào. Ủa yào tăng phán nhỉ. À tôi muốn làm phiên dịch. Ủa yào tăng phán nhỉ. Được chưa? Là tôi muốn làm phiên dịch. Ủa yào tăng phán nhỉ. Ừ, tốt. Tiếp theo là giới từ gì nhỉ? À, phê chi. Chúng ta gọi lại từ phê chi là gì? Máy bay. Chúng ta gọi lại từ này. Phê chi là máy bay. Chúng ta gọi lại thôi. Phê chi máy bay. Học rồi. Vừa xong. Phê chi máy bay. Đúng không? Phê chi là máy bay. À, ai đây? Ai nhỉ? Ý nhìn ai nhỉ? Rồi, like cái. Có không giống. Tiếp. Phê chi là máy bay. Mạnh em. Mạnh gọi lên em. Mạnh vào đi em. Lắc hình rồi. Mạnh lên em. Mạnh đang vào. Mạnh lên em. Chai dầu cố lên. Chai dầu bác. Chai dầu cố lên. Là thêm dầu ấy, dầu là dầu, xăng dầu. Chai dầu cố lên. Em chắc em Mạnh đang vào kìa. Mạnh đang vào. Mạnh đang vào. Thế này ở dưới chúng ta có từ là từ phây là lúc qua là bay. Hỏa chưa chúng ta có vào là gì? Tàu hỏa. Hỏa chưa tàu hỏa đúng không? Hỏa chưa tàu hỏa. À, hỏa chưa tàu hỏa. Hỏa chưa tàu hỏa. Đúng không? Hỏa chưa tàu hỏa. Hỏa chưa tàu hỏa đúng không? Hỏa chưa. À, anh gọi đi. Hỏa chưa. Được chưa? Rồi tốt. Lâm đâu á? Lâm. Lâm là gì á? Lâm ngoan đi. Mà Lâm tập trung vào. Tập trung học vào. Toàn chơi game. Đây à. Bạn Lâm trình mảng học quá nhỉ? Ừ. Tiếp này. Mềm. Rồi tiếp ra chúng ta có từ giới từ quấy lại là gì? Trở về. Quấy lại. Quấy lại trở về. Đúng không? Quấy lại trở về. Quấy lại. Trở về. Quấy lại. Về đây. Quấy lại. Ví dụ này. Giờ anh Thanh thử nói là khi nào bạn trở về? Anh nói nào. Summer circle. Khi nào bạn trở về? Anh nói nào. Summer circle nỉ quấy lại. Đấy đó. Khi nào summer circle bạn nỉ trở về quấy lại.
đúng không ạ? 什么时候你回来? Khi nào bạn trở về? Chúng ta có bạn nhé. 什么时候你回来? Khi nào bạn trở về? Chúng ta có bạn. 什么时候你回来? Lúc nào khi nào? Không rồi mà. Không rồi, lúc nào khi nào? 什么时候 lúc nào khi nào? 时候 lúc khi. 什么时候 lúc nào khi nào? 你 bạn 回来 trở về. Đúng không ạ? 什么时候你回来? Khi nào bạn trở về? Mạnh gọi đi em. Mạnh lên em. Mạnh gọi lại. Mạnh gọi mạnh lên em. À. Mạnh tên rất là hay. Và rất có ý nghĩa. Ghen mạnh rồi, ghen mạnh. Mạnh làm các chị ghen này. hết mạnh rồi. À. Tiếp theo từ bản là làm những cái việc mà trong giấy tờ sổ sách thủ tục hành chính bản, đúng không? Bản là trong từ bản cung đấy, làm những cái công việc liên quan đến sổ sách, giấy tờ, chứng từ, văn phòng, cơ quan. Bản là làm, được chưa? Làm ví dụ này. À, bạn giúp tôi làm, bạn làm một việc cho tôi đi. Thì em ra trò này nè, bạn làm một việc cho tôi đi. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ. Yī gè shì là một cái việc. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ bā. Ừ, rồi. Bạn làm một việc cho tôi đi. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ bā. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ bā. Bạn làm một việc cho tôi đi. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ bā. Chúng ta có bạn. Bạn làm một việc cho tôi đi. Được rồi. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ bā. Bạn làm một việc cho tôi đi. Chúng ta có bạn. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ bā. Được rồi. Anh Thanh gọi đi. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ bā. Câu này. Bạn làm một việc cho tôi đi. Nǐ bàn yī gè shì gěi wǒ bā. Ờ, sư. Mạnh có nhầm rồi em. Mạnh có lại đi em. Mạnh em. Mạnh có lại câu đó đi. À, có nhầm rồi, em có phiên âm rồi. Ờ, sư, anh gọi, anh Thành gọi lại từ sư là việc. Sự việc. Anh gọi lại từ sư. À, việc, sự việc. Chúng ta gọi lại từ sư. Việc, sự việc. Anh em. Ờ. Ờ, tốt. Ờ, anh Hạnh có nhầm từ sư rồi. Việc, sự việc, anh gọi lại đi. Sư là việc, sự việc. Em gọi lại từ sư đi. Đây. Sư việc, sự việc. Được chưa? Mạnh có đi. Rồi tiếp này. Chuẩn chưa? Ok. Ờ, không, anh có nhận từ sư rồi. Sư từ này mà. Tao chọn hỗ trợ đi. Sư việc, sự việc. Sư việc, sự việc. À, bạn Lâm có nhận từ sư rồi. Bạn Lâm lại nhìn bài anh Thanh nhá. Chuyện bài. Chuyện bài là đi rồi. Bạn Thanh, anh Thanh mà làm sai lại, bạn Lâm cũng làm sai. Đi là đi cả hai. Đi cả hai. Đúng rồi. Tiếp theo từ pang là giúp đỡ. Pang giúp. Giúp. Động từ giúp. Giúp đỡ này. Pang, đúng không ạ? Giúp. Pang. Giúp, đúng không ạ? Pang. Đúng không ạ? Pang là giúp. Giúp đỡ. Pang. Đúng không ạ? Pang là giúp đỡ nha. Pang là giúp đỡ. Này. Ờ, đúng rồi. Bạn Lâm gọi rồi. Ờ, giờ anh Loan thử nói là bạn giúp tôi làm một việc đi. Thì em nói nè. Bạn giúp tôi làm một việc đi. Nhi pang wo. Ờ, chua yi ge shi ba. Bạn giúp tôi làm một việc đi. Nǐ bàn wǒ zuò yì gè shì bā. Chúng ta có bạn. Nǐ bàn wǒ zuò yì gè shì bā. Bạn giúp tôi làm một việc đi. Chúng ta có bạn. Nǐ bàn wǒ zuò yì gè shì bā. Nǐ bàn wǒ zuò yì gè shì bā. Bạn giúp tôi làm một việc đi. Đúng không? Nǐ bàn wǒ zuò yì gè shì bā. Bạn giúp tôi làm một việc đi.
Em mạnh có nhầm từ sư rồi. Sư việc sự việc em gọi là từ sư. Em mạnh cũng thế, em gọi là từ sư. Việc sự việc. Chưa, em lăng quá đi chứ. Trang thu em. Rồi. Tốt. Bang của anh Thanh có nhầm từ anh đấy. Anh Thanh có là từ chu à? Chu một cái sự, anh có là từ này. Chu một cái sự, anh bang của chu một cái sự bạn. Anh bang của chu một cái sự bạn. Bạn giúp tôi làm một việc đi. Nào, anh bang của chu một cái sự bạn. Nó có bạn. Bạn giúp tôi làm một việc đi. Anh bang của chu một cái sự bạn. Bạn giúp tôi làm một việc đi. Nó có bạn. Anh bang của chu một cái sự bạn. Ok, đúng rồi, tốt. Chính xác. Chúng ta đi từ tiếp theo giữa từ treo hoa tí hoa, đúng không? Treo hoa tí hoa. To từ số 2. Treo hoa từ số 2. Treo hoa tí hoa. Đúng rồi, treo hoa tí hoa. Tí hoa tí cây đây, treo sủ, treo sủi tí nước. Treo hoa tí hoa. Em mạnh có nhầm rồi, treo hoa mà. Em gọi lại đi em. Trang Thu có nhầm rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Em Loan có nhầm rồi. Loan có nhầm rồi, tốt. Tiếp theo. Anh có nhầm rồi, anh gọi lại đi. Treo khoa mà. Nó gọi lại thì treo khoa đi, anh gọi thì treo khoa đi. Từ số 2 nhé, từ số 2. Rồi từ giữa từ số 23. Mấy quần thì là không vấn đề. Không vấn đề, mấy quần thì. Rồi. Mấy quần thì là không vấn đề. Đúng rồi. À. Mấy vấn đề không vấn đề. Mấy vấn đề là không vấn đề, chúng ta có bạn nhá. Mấy vấn đề không vấn đề, đúng không? Mấy vấn đề là không vấn đề, dạ. Mấy vấn đề không vấn đề, đúng không? Tiếp theo này, giới thiệu từ vấn đề là gì? Câu hỏi hay vấn đề, đúng không? Vấn đề, câu hỏi, vấn đề, đúng không? Vấn đề là câu hỏi, vấn đề. Em hãy có đi em. Câu hỏi vấn đề, đúng không? Vấn đề, câu hỏi vấn đề. Đúng không? Vấn đề là câu hỏi vấn đề. Mạnh có đi em. Vấn đề. Câu hỏi vấn đề. Vấn đề là câu hỏi vấn đề. Rồi. Vấn đề là câu hỏi vấn đề. Hãy có đi chứ? Đó, ở đâu nhỉ? Anh Thanh có chưa? Rồi á. Vấn đề thì là rồi đây là câu hỏi vấn đề. Vấn đề thì anh có chưa? Rồi chúng ta tiếp này. Đâu nhỉ? Đó. Anh Thanh có chưa? Anh đang bị lắc cái chỗ này hơi tí. Lắc tí. À, cái cùng là hết rồi. Ở dưới từ Sang Hải Thượng Hải. Chúng ta Sang Hải Thượng Hải. Sang Hải Thượng Hải. Sang Hải chân niên là chẳng biết là gì, tên người, chắc tên người. Đúng không ạ? Sang Hải Thượng Hải. Sang Hải là Thượng Hải. Chúng ta có bao nhiêu? Sang Hải Thượng Hải. Chúng ta có bao nhiêu? Sang Hải là Thượng Hải. Sang Hải đấy. Thượng Hải. Ok, đúng rồi, anh Thành cũng rồi. Giờ chúng ta ra đọc tổng kết từ vựng nhé. Chúng ta đọc tổng kết từ vựng này. Rồi, tên người thôi. Rồi chúng ta đọc tổng kết từ vựng nhé, ở trang số 30. Chúng ta đọc này, đọc tổng kết từ 130. Ở cái đọc này, bao của, xuân biển, thì, rồi, yếu phiêu, phần, chứng niên, bao, bao chữ, ná, bù dụng, dụng, lùi xíng, đại biểu, thoán, tham quan, tăng, rồi tiếp, phán nhị, phê chi, phê, hỏa chứa, hồi lại, bạn, băng, treo, hoa, mấy vấn đề, vấn đề, rồi, Sang Hải, Sang Hải, Thượng Hải, rồi, ok, chúng ta tạm dừng ở đây nhỉ, về còn nghỉ ngơi, bây giờ rồi, Văn Lâm hôm nay chăm chú nhỉ, chăm chú. Đó, chúng ta tạm dừng ở đây nhỉ? Buổi tới chúng ta là thứ hai tuần tới. Nhanh nhỉ? Lại cuối tuần rồi. Hết tuần rồi.
nhanh thế. Em làm tối mai đi học nhá. Không có về quê gì cả, tối mai đi học. À thế à? Anh nhớ con rồi. Ờ, tốt. Tăng Thu, tối mai đi học nhá. Mai cũng về quê à? Sao, sao các anh cũng đúng à? Thế chị đoàn về anh cũng về. Tốt. Mày tối mai đi học nhá. Tối mai đọc nhá. Tối mai đi. Mày xong thoát nick ra không này. Sáng mai có lớp ca mới các bạn nên vào nghịch nick của em. Em hành được chưa? À, rồi. Sáng mai tập được đây nhỉ? Ờ, rồi cho anh đi, anh đem mở cửa đã. Rồi, anh cầm đi, cầm sao? Cầm đi, cầm kỷ niệm. Kỷ niệm. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào buổi sáng ngày mai 9 giờ đến 11 giờ. Các bạn đừng quên ấn nút điểm danh nhá, ấn nút là like share điểm danh. Các bạn ấn đi. Like share điểm danh và các bạn ấn nút thả tim nhiều vào nhá, thả tim nhiều vào. Like share điểm danh thả tim vào. Rồi các chúng ta sẽ tạm dừng tại đây.